mời nhóm thí sinh kế tiếp. Dạ con chào chú Trọng Thành. Dạ con chào chú Trường Giang. Dạ con chào chú MC. Dạ con chào khán giả. Chú hỏi hỏi để con tạo giới thiệu cho chú hỏi. Con cũng không hiểu mà mấy đứa này cũng không hiểu. Chú hỏi cái gì đây? Dạ con đây là Phạm Tâm, 30 tuổi. Dạ không phải, con này là 3 tuổi. Không phải 3 tuổi, 3 tuổi. Còn bánh này là Ngọc Tâm 3 tuổi. Còn bánh này là Minh Tâm 4 tuổi. Còn bánh này là Trí Tâm 4 tuổi. Còn bánh này là Nghi Tâm 4 tuổi. Tụi con chuẩn bị 30 tiết mục để thi 5 phòng. Nhưng không biết bị ở phòng mấy. Thôi, dạ con giới thiệu xong rồi. Đây, đây là những điều tôi đang chờ đợi. Con ơi, nãy giờ con nói quá trời, chú Thành vẫn chưa biết con tên gì luôn á. Có ai giới thiệu, anh Giang ơi, anh có thể giới thiệu là từng bé nãy bé tên gì không ạ? À, anh không nghe rõ. Con tên gì? Dạ Phát Tâm. Phát Tâm. Phát Tâm. Phát Tâm. Còn con kế bên? Dạ Minh Tâm. Minh Tâm. Minh Tâm. Còn con? Dạ Ngọc Tâm. Ngọc Tâm. Dạ Trí Tâm. Trí Tâm. Dạ Nghi Tâm. Nghi Tâm. Hoài Tâm đâu? Con ơi, ở trong cái chỗ tụi con có ai tên là Mỹ Tâm không? Phát Tâm. Phát Tâm ơi, ở trong cái chỗ của con á, có bạn nào tên là Mỹ Tâm không? Không có hả? Dạ con không biết. Con không biết. Nhưng mà ai kêu con lên đây chương trình này thi vậy? Tâm ơi, Phát Tâm ơi. Thầy mấy đứa con. Mà con tập chưa? Con tập tiết mục kỹ chưa? Kỹ rồi phải không? Thi liền thử cái trước cho nó nóng nha. Tụi con, lấy đạo cụ đi nào. Ngũ Đại AK, xin mời. Rồi, tụi con sẵn sàng. Thời gian 60 giây bắt đầu. Sư phụ cứu con. Sư phụ hãy tháo level cho tôi xuống. Giá buồn này hả? Dạ. Thôi. Từ từ. Quang con ơi. Quang. Quỳ xuống đi. Quang. Sư phụ. Diễn tiếp, không sao hết. Mình thi tiếp ha. Thi tiếp, bây giờ con có 2 triệu rồi. Mà con không hiểu 2 triệu là gì đâu. Yêu quái. Đi đi. Em thì con hiểu 2 triệu là gì đâu. Ừ. Phát Tâm, nhìn đây. Rồi, chuẩn bị. Con nhìn về hai cái chú phía trước nha. Đó, đúng rồi. Đó, diễn tiếp nha. Diễn tiếp nha con. Rồi, chuẩn bị. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Sư phụ cứu con. Sư phụ hãy tháo la bùa cho nơi xuống. Giá bùa này hả? Dạ. Thôi. Cứu con đi mà sư phụ. Con được cơ giá. Đi mà sư phụ. Mệt quá. Đánh đã chiến thắng vang dội. Rồi được rồi. Biểu. Rồi. Bây giờ nè. Thi tiếp nha. Ừ, biết mà. Không cần biết giải thưởng là gì hết. Kệ nó. Thi tiếp. Phát Tâm ơi, diễn nãy vui quá à. Sư phụ cứu con. Sư phụ hãy tháo la bùa cho nơi xuống. La bùa này hả? Dạ. Thôi. Cứu con đi mà sư phụ. Con được cơ giá. Đi mà sư phụ. Mệt quá. Bây giờ mình diễn cái này nữa hay là mình diễn cái khác?
Giống những cái khác. Những cái khác hả? À. Và bây giờ 60 giây bắt đau. Cô không ra đói bụng. Cơm chay này xuất phẩu. Cái gì cơ vậy? Có đồ con trai gọi là cơm chay. Hôm nay ta sẽ ăn thịt đường tao. Ngươi là ai? Ta là Ngư Mai Dương. Thì ăn ngươi là Ngư Mai Dương. Không phải Ngư, ta là Ngư Mai Dương. Ngư Mai Dương. Ngư Mai Dương. Ngư Mai Dương. Ngư Mai Ngư đó. Ngư Mai Ngư đó. Đồ ngư nhất khởi. Đồ ngư như bò. Đồ ngư nhất khởi. Đồ ngư như bò. Đồ ngư nhất khởi. Đồ ngư nhất khởi. Bọn đã chiến thắng vang dội, thắng của chúng tôi đây bắt đầu là tài giỏi. Hai thằng ngu hết. Tụi con ơi, tụi con, nãy giờ vui quá con ơi, hay quá. Happy ngu của ta là ngu Mai Dương, ngu Mai Dương, ngu Mai Dương, ngu Mai Dương. Ngu mới ngu đó, ngu mới ngu đó. Đồ ngu nhất khởi, đồ ngu. Bây giờ làm cho chú Thành coi cái hồi nãy nữa nha. Yeah. Ừ, tiếp đi. Tụi nhỏ nó chưa hiểu gì đâu. Bây giờ con muốn thi tiếp. Ok. Thời gian bắt đầu. Ngộ, ngộ không ta đói bụng. Cơm chay này xuất phẩu. Cái gì cơ vậy? Có đồ con trai gọi là con trai. Hôm nay ta sẽ ăn thịt đường tăng. Ngươi là ai? Ta là Ngư Mai Dương. Thì ra ngươi là Ngư Mai Dương. Ta phải ngu, ta là Ngư Mai Dương. Ngư Mai Dương. Ngư Mai Dương. Ngư Mai Dương. Ngươi có biết ngu đó. Biết ngu đó. Đồ ngu như khởi. Đồ ngu như bò. Đồ ngu như khởi. Đồ ngu như bò. Đồ ngu như khởi. Đồ ngu như khởi. Ấy lộn, đồ ngu như con bò. Thôi, hai thằng ngu hả? Chứ hai ngu, ta ngu. Bọn đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây bắt đầu là tài giỏi. Xuất sắc. Happy ngu của ta là ngu Mai Dương. Ngu Mai Dương. Ngu Mai Dương. Ngu Mai Dương. Ngươi không biết ngu đó. Ngươi ngu đó. Đồ ngu nhất khởi. Đồ ngu như bò. Đồ ngu nhất khởi. Đồ ngu như bò. Đồ ngu nhất khởi. Đồ ngu nhất khởi. Ấy lộn, đồ ngu như con bò. Hai, hai thằng ngu hết. Chứ hai ngu, ta ngu. Chứ hai ngu, ta ngu. Ta ngu. Chú Hạ Phàm tiếp rồi. Tụi con ơi, mình thi tiếp nha. Tiết mục này hay là tiết mục khác con? Dạ, tiết mục khác. Tiết mục khác, rồi mời tụi con chuẩn bị nha. 60 giây, bắt đầu. Sốc phụ, có đường này gì nâu quá làm sao đi được. Thôi dùng một tay qua đi. Con ta thì sao? Sốc phụ bò qua đi. Ờ. Để đường này đường kia mới đúng đó. Sốc phụ bò qua lại đi. Để đường này đường kia mới đúng đó. Phụ bỏ qua tiếp đi. Thôi bỏ đi. Mệt quá. Phụ ráng lên. Đồ tụi mày tụi kia mới đúng đó. Sao phụ bỏ qua nữa đi. Thằng con này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, tụi con qua đây. Sư phụ. Sư phụ. Dạ, mình ngồi đây nha. Thông báo cho bốn thầy trò được biết. Sư phụ hả? Sư phụ hả? Sư phụ mệt rồi. Sư phụ cần nghỉ ngơi. Trời ơi, sư phụ mắc cỡ. Bây giờ nè, tụi con ơi, mình còn tiểu phẩm. Còn diễn tiếp không? Dạ dạ con, nhưng mà diễn cái khác nữa. Trời ơi, dữ dội, đúng là 30 tiểu phẩm. Dạ thì dân dạy như vậy. Ồ. Hoang mang. Ôi, tụi con ở đâu mà tụi con dễ thương vậy? Rồi. Trời ơi, thấy thương quá thiệt. Có đứa con vậy cưng hết lớn thiệt chứ. Con muốn thi tiếp. Thi tiếp nữa hả? Con tiểu phẩm nữa hả? Nhưng mà con có biết là vừa rồi là con mới thắng 100 triệu không? Ủa cái gì? 100 triệu rồi hả? Trời ơi, 100 triệu rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thí sinh đi thi nhận giải thưởng cao nhất của chương trình vẫn không biết. Trời ơi trời, chưa bao giờ một càng vỗ tay cho điều kỳ diệu này. Tôi nói thật với quý vị là tôi xem cái tiết mục này tôi rất là xúc động. Mặc dù là tôi cười ngã nghiêng, nhưng mà tôi nói thiệt quý vị, quý vị cũng thể nhìn thấy được đây là những bạn nhỏ mà tôi dùng cái từ là người ta bỏ rơi các bạn ấy, thì ông trời tặng lại cho các bạn ấy những món quà thật tuyệt vời, không phải ai cũng có được. Đó là cái nguồn năng lượng sống rất là tích cực và vô tư và lạc quan. Và điều đó rất là kỳ diệu đã xuất hiện tại chương trình của chúng ta. Dạ con chào khán giả. Con mời mọi người vô thăm nhà của con. Có bé thì bệnh viện cho, có bé thì để trước cổng chùa, có bé thì gia đình nuôi mà gọi là không có đủ điều kiện, rồi thiếu thốn, rồi không có đủ mà khả năng nuôi thì đem cho chùa. Cuộc sống hàng ngày của các bé thì thiên về giáo dục, về cái tinh thần cho mấy bé nhiều hơn. Tiếp. Là thể thao thì có chạy bộ, tập tạ. Em lớn lên. Trời ơi, không tin được luôn á. 1. À, về tinh thần là ví dụ như học hát, 3, học múa. 4. Lên. Hai tay đồng trước. 1. 2. Rồi tất cả đá chân lên. Chúng tôi là sống ở trong một tỉnh thất, điều kiện về vật chất thì chúng tôi tự lo, cho nên là cũng còn rất là thiếu thốn. Mặc dù là thiếu thốn về điều kiện về sống, không có đầy đủ tiện nghi cho các bé, nhưng mà còn về tinh thần thì chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Các bé được huấn luyện đầy đủ, những cái gì mà ở ngoài đời người ta biết hết thì chúng tôi mong mỏi rằng các bé phải biết, ví dụ như ca, hát, đặc biệt là diễn kịch thì lúc nào các bé cũng đặt ưu tiên hàng đầu, cho nên là các bé diễn rất là xuất thần. Bé cũng chết, cháu cũng chết.
trước sau gì cũng chết, phần sau phải có ích cho xã hội, biết chưa? Mỗi tối thì có các thầy ra giải đạo cho mấy bé, giáo dục về đạo đức là cái hàng đầu. Là các bé sống mặc dù có tài nhưng phải có đức, thì chúng tôi muốn đem cái đức độ của các bé làm gương cho những bé khác. Hoặc là sau này bé sẽ đi theo con đường của chúng tôi là dạy lại cho những người khác. Một lần nữa là tụi con vừa mới đạt được giải thưởng cao nhất của chương trình Thách Thức Danh Hài, đó chính là 100 triệu đồng. Tụi con chắc hẳn không biết con số đó đâu, nên thôi mình cứ bỏ qua phần thưởng đi. Nhưng mà hôm nay cô... Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai mình sẽ nhiều áo đẹp mặc nè, nhiều đồ ăn ngon để ăn nè. Bây giờ con muốn đi tiếp. Nè, bây giờ nè, bây giờ vậy nè con, bây giờ là hôm nay á là con giỏi rồi, bây giờ mình về mình ngủ, sau đó ngày mai ngày mốt gì đó mình tới mình thi tiếp để lấy nhiều tiền hơn, hiểu không? Bây giờ là bữa nay là thắng rồi đó, bữa nay mình về nghỉ ngơi, ngày mai mình tới thi tiếp nữa, chịu không con? Chịu nha. Yeah, tuyệt quá. Ngộ không ở Park Giới ngộ tịnh. Con, cái chỗ tụi con ở là chỗ nào mà tụi con ngoan quá vậy? Có thể dắt chú Ngô Kiến Huy vậy đó ở được không? Cũng muốn ngủ sớm phải không? Buồn ngủ rồi phải không? Buồn ngủ bây rồi. Giờ nghe chú Thành nói nè, đi về ngủ ngang. Mấy đứa đi về ngủ đàng hoàng rồi lần sau tới thi tiếp. Tụi con vừa nhận được 100 triệu, chúc mừng tụi con. Mang hàng ra đây. Giải thưởng đâu rồi? Chưa nha, còn một nhân tố chưa ra đó nè. Khi tươi cười. Chưa bao giờ mà tôi thấy đồng tiền nó không có giá trị như ngày hôm nay. Đúng, tặng cho tụi con. Phan Thị Hiên. Anh nhóm sao hay vô? Bạn từ đâu đến? Dạ em đến từ Sóc Trăng. Bạn đeo vàng hơi nhiều. Em định thi này xong em quên nữa mà không biết được không? Trời ơi, mua nữa đeo chỗ nào trời? Còn chỗ nào đeo chỗ đó anh. Hỏi thiệt nè, cái này là đạo cụ vàng bạc, đạo cụ để diễn hay là không, hay là không. Tài sản thì lên tivi khoe là tài sản tư trang nghệ khoe thôi chứ không có đạo cụ. Tức là lát thi xong là về lại Sóc Trăng. Dạ, hy vọng từ đây về Sóc Trăng vẫn còn đẹp, áo đẹp, quần đẹp, vàng đẹp, gì cũng đẹp. Không, cái mặt thôi thì cũng không được lắm. Nói chơi thôi. Rồi, thoải mái chưa? Chưa, em hơi run. Hơi run hả? Anh Ngô Kiến Huy nói gì cho em gái nó đỡ run bên Ngô Kiến Huy? Không nói gì, em thấy vàng lên, thấy nhìn biết người cốt cách đẹp rồi. Sao em? Có cần tâm sự mỏng như là anh Thành, là anh Giang gì nữa không? Dạ không. Rồi, thi đi. Sẵn sàng.
60 giây bắt đầu. Anh Giang ơi, anh có biết là đã bao lâu rồi em không được nói chuyện với anh? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Anh có sống khôn, thác thiên, thịnh hiện hồn gì bóng mộng cho em biết là giờ anh đang ở đâu để em tìm anh. Anh Giang ơi, tìm anh như thế tìm chim, chim đang ở đó mà em tìm ở đâu á? Anh Giang ơi, chắc có lẽ bây giờ anh đã là hồn ma giấc dưỡng. Anh... Bây giờ nó ra nó tuyển vong mà không cười sao được. Trời ơi, nó ra khấn thành tâm vậy thôi không muốn gì nữa. Trời ơi, bây giờ nó giấc dưỡng nơi nào, trời ơi. Đáng lẽ, để tôi khen bạn này nè, đáng lẽ là cái lúc mà gì đó là tôi đã cười rồi chứ chưa đợi tới hồn ma giấc dưỡng. Tại vì các bạn được lợi thế là cái giọng á, cái giọng nó truyền lắm. Không phải, là nó, không phải là giọng không nữa mà vấn đề là bạn thật, bạn diễn thật chứ bạn truyền không có tới tai tôi liền lập tức luôn á. Khi mà nói câu đầu tiên nó truyền tới tai tôi, tôi bắt đầu tôi chịu cái giọng liền. Nhưng mà em run lắm á. Run gì? Bà run mà bà nói tôi sống khôn thác thiên mà bà run. Ra mà tôi thấy là bà tiễn vong người ta là tôi thấy tôi triệu lai rồi. Dễ thương. Mặt rồi, chân thật lắm. Được, ổn, dáng dốc đẹp, mặt sáng sủa thanh tú, 2 triệu đã có trong tay. Dạ. Đó. Bây giờ còn cái gì hấp dẫn hơn, bây giờ tôi xong rồi tới Trấn Thành đi. Không, cái tiểu phẩm này còn cổ mắc cười nữa, nhưng mà em chưa biết. Dòng 2, dòng 2, dòng 2. Bây giờ vậy nè. Dạ. Bây giờ sau cái vụ mà tiễn vong tôi rồi. Dạ. Là còn ở chỗ mắc cười đó, làm luôn. Dạ làm. Nếu mà không cười thì làm tiếp cái khác chuẩn bị luôn. Dạ. Được không? Dạ được, nhưng khoan để em suy nghĩ. Để cái kịch bản lại để em quên. À, đi dò lại. Nhưng mà trước khi tiên nè, bạn quyết định thi tiếp. Dò lại đó. Rồi. Khoan để em dò ra anh. Dò khoan, cứ dò đi. Bấm dò nó đi. Nhảy về. Anh Giang, anh lên với em rồi đó. Rồi, còn kế bên thôi. Ta còn nhẩm với miệng, ta kìa, ta đọc thần chú kìa. Dạ. Em lên rồi. Ok. Anh lên chung rồi. Hai vòng luôn nha. Không được, đẩy vòng số 2 lên luôn nha. Cứ làm cười thì xong. Cho anh đứng đó đây, lát em thắp ảnh sao. Xạo chi. Thôi ta ở trên ngai vàng, ta ngồi yên đi, bày rặng ngựa ngựa nấu chi cho nó dập. 60 giây bắt đầu. Anh Giang ơi, ngựa có lẽ bây giờ anh đã là hồn ma giấc dưỡng. Anh làm người đã xấu rồi, anh làm ma chứ còn xấu hơn nữa. Nhưng mà em vẫn nhớ anh, em vẫn muốn gặp anh, bởi vì em yêu anh. Anh Giang ơi, em muốn chết theo anh. Em muốn cắn lưỡi tự tử mà em không có dám cắn. Có ai dưới đây ở không, anh cắn lưỡi giùm em coi. Một lần em có nhờ anh Thành cắn lưỡi giùm em mấy lần rồi mà sao em không chết? Mỗi lần anh cắn là em lết 3-4 ngày. Chắc trong nước bọt của anh có nhiều axit lưu huỳnh độc hơn con Kiki nhà em nữa. Axit lưu huỳnh là cái gì bà? Chúc mừng bạn 10 triệu. Ê, đọc hơn con Kiki á nha. Có gì axit lưu huỳnh. Ghê thiệt, bài này ghê thiệt. Cái phản ứng hóa học trong con người của chị ghê thiệt. Khủng khiếp thiệt. Hết tiễn vong Trường Giang, giờ đẩy cho vô dòng bệnh, mầm bệnh luôn. Axit lưu huỳnh là cái chất gì mà chị chế đâu ra vậy? Em cũng biết mà nghe nó độc lắm. Bình thường là chị có làm cho ai cười không? Gần người xung quanh có ai cười không? Dạ có. Nhóc nói chuyện không? Dạ đúng rồi, nói chuyện hồi là người ta cười mà tao nói em xàm. Không, xàm nó vui chứ. Hài mà không xàm sao cười. Đó, giống như nãy chị đưa Trường Giang về cõi tiên là em thấy vui rồi. Dạ. Bây giờ đẩy tôi vô dòng bệnh lý luôn. Cưng quá, triệu like. Dạ. Thôi, bạn ơi, có 10 triệu rồi. Dạ. Là nhờ bạn đẩy anh Giang vô hồn ma suối thiên. Giờ anh Thành là bệnh tật rồi, không mấy mình ngừng lại đây được rồi. Sợ vô sợ thú hay gì á. Em được lấy có 40 mà nghe nói lấy 100 luôn. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Cái mục tiêu của bà tới đây là lấy tiền đổ vàng mà. Nè, tôi nói cho bà nghe nha. Dạ. Gia đình chúng tôi cũng không có gì nhiều. Được cái có điều kiện được không? Dạ được. Nha, tiền cứ mặc ở đây nè, sẵn nè. Cứ việc thoải mái, cứ việc bình tĩnh nha. Dạ. Rất sẵn lòng cho tiền được cái điền quân bao. Nhưng mà cái dòng này em muốn cặn mặt với anh. Muốn sao cũng được. Em đừng leo lên đầu anh ngồi là được rồi. Cái gì cũng được. Nhưng được mà rồi. Nhớ trước đừng lấy chất axit lưu huỳnh của ông. Em ơi. Dạ. Vậy thi tiếp đúng không? Dạ thi tiếp. Rồi, 60 giây bắt đầu. Trong cái showbiz này ai cũng biết Harry Won là người yêu của anh. Vậy còn em là gì trong trái tim anh? Tại sao anh không công bố em với mọi người? Tại sao anh giấu em? Anh giếm em?
Anh cứ để em mãi là người bí ẩn của anh. Anh nhìn em đi, tại sao lại chọn Harry Won mà không phải là em? Anh nhìn em đi, em có chỗ nào mà thua Nhã Phương đâu chứ? Hay là em không bằng Ngô Kiến Quy cho nên anh chê em hả? Em biết anh hết. Anh và Harry Won chỉ là giả vờ yêu mà thôi. Thật ra người anh yêu là Ngô Kiến Quy phải không? Anh nói đi, tại sao anh không nói? Nhìn cái mặt anh cũng sáng sủa, trưa sủa, chiều sủa, tối cũng sủa quá mà. Cười là tại thấy tài năng, cười khích lệ đó nha. Cười xã giao tiếp đó, tức không, là không bị xã giao thì không phải là xã giao, nhưng mà có nghĩa là có cái để cười, tại vì tôi cũng muốn ủng hộ bạn, tại vì nãy giờ bạn là một cái như là một cơn suối mát giữa mùa nắng hạn, hiểu không? Bạn cũng có tài năng nên tôi muốn khuyến khích bạn thì bạn phải đi tiếp một vòng nữa ha, cũng có cái vui nhưng mà chưa phải là đậm đà lắm nãy đối với tôi. Nhưng mà được cái là tâm lý rất là vững khi cuối rồi mà không cười mà vẫn nói đúng, sáng chưa chiều sủa, chiều sủa, tối sủa, khi nào tắt tiếng thì mới thác giống ông Giang, thí dụ vậy đó. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, đâu sắp xếp lại nè. Khoan đi, họ hỏi em vẫn chuẩn bị là cái giọng đó em sẽ thi luôn à, em đứng kế luôn để ai nữa, cái ảnh nữa, đúng rồi, dễ lấy tiền quá, bữa nay em giết ảnh tôi chết luôn à. Rồi bây giờ chuẩn bị nè, báo trước nãy là thương thấy có tài, khuyến khích ươm mầm tài năng. Bây giờ nghiêm túc đàng hoàng. Dạ. Suy nghĩ cho kỹ, từ 20 lên 40 tiền lớn. Bà kéo vợ bà móc gì đó. Để lát móc nha, đừng móc đâu. Ừ. Rồi. Nha. Nhớ bà nha. Quyết định là thi tiếp. Rồi. Dạ. 60 giây. Bắt đầu. Anh Thành. Thì em và anh đã chia tay, nhưng nghe tin anh bệnh em tới thăm. Bệnh tình của anh sao rồi? Khỏe. Hả? Thời kỳ cuối rồi hả? Anh bệnh gần cả tháng nay, hôm nay em đi thăm anh được. Bởi vì một lát nữa em phải lên máy bay em đi Mỹ, còn 2-3 tuần nữa em mới về. Em sợ mình sẽ không giữ đám tang của anh được. Hiểu. Nên em đến thăm anh. Em biết dạo này anh kẹt tiền lắm, em có một số tiền gửi cho anh, anh cứ cầm lấy đi anh đừng ngại. Coi như đây là tiền điếu em đi trước cho anh vậy đó. Còn đây là hộp ký vật mà ngày xưa anh đã tặng cho em. Em định không trả đâu, nhưng sợ mai mốt anh chết anh hiện hồn về anh đòi em. Em sợ ma lắm. Còn đây là cái móc khóa em tặng cho anh. Đi xuống dưới nha, khóa cửa cẩn thận nhanh, đang trộm vô lấy đồ hết trơn đó. Cái này em đốt không có được, chừng nào chôn thì cầm theo nha anh. Chúc mừng bạn 40 triệu. Giỏi. Đó, cái đó mới là cái gây cười đó. Thông minh, đàn ta nghĩ chưa ra. Đúng không được. Đúng, mấy cái kia tiểu gia mới cười. Bởi vì thấy bình thường. Nhưng mà khi đưa cái ổ khóa, đưa thì nghe cũng không cười đâu. Nhưng cái này đốt không được, chết nhớ cầm theo. Tại bằng sắt mà sao đốt được. Tại duyên có nghe là lát bằng theo nạp mẹ bằng lên kia tôi nói chuyện bằng. Tránh xa tôi đó. Bây giờ nè, bạn thấy không, từ nãy giờ có rất nhiều người làm cái chuyện mà dập tôi ha. Dạ. Mang tụi tôi về trời, rồi nói chuyện xàm chuyện đế, bạn cũng làm những chuyện đó. Nhưng chúng ta phải phân định như thế nào là cười được, như thế nào là cười không được. Có nghĩa là đây, nó cũng là xàm, nó cũng là nói những chuyện không thật. Nhưng bạn nghĩ ra một cái thông minh mà người ta nghĩ không ra. Nhưng quan trọng là cái thông minh đó mặc dù nó phi thực tế nhưng mà nó hợp lý, thấy không? Đúng, có nghĩa là cái ổ khóa mình đốt cũng được. Thì giờ ông nội trước khi ông chết ông chôn theo đi. Nghe nó buồn cười, thấy không? Nó phải có cái gì để cho dập cho người ta. Chúc mừng bạn 40 triệu, triệu like luôn. Ôi, bạn ơi, 40 triệu rồi. Là quá giỏi. Số tiền lớn, một cây vàng rồi đó. Em nói mùa 1 thì có cô giáo Vĩnh Long. Đúng. Anh cũng cầm cái bảng anh lên tặng. Còn cô Lê Thị Dằn anh cũng cầm. Hồi bữa nay không mấy anh cầm lên tặng cho em luôn đi. Thấy ghé không kìa. À, dừng lại đó. 40 là dừng đúng không? Đâu có, mấy người kia hẳn trăm, em 40 thì kia em nhận. Thì tiếp. Sợ chưa? Rồi, khoan từ từ nè. Sợ chưa? Nhưng mà em còn hơi rung, cho em hát xã giao đi. À, rung quá cho hát xã giao. Nhưng mà em ca phải có người minh họa em mới ca. Không làm gì làm, minh họa kêu bạn bàn thờ xuống. Đúng rồi, em tính ban cho bàn thờ nó xuống. Xuống.
đâu mà trên núi ngồi yên vậy được. Nhưng mà em xong ca với anh mới chịu. Đó à. Quan trọng là ông thần Kim Quy này không biết thôi, không biết ca bà không? Thỉnh tôi xuống. Em ca bài Giả Vờ Yêu. À vậy thôi ok. Trời ơi. Em ca câu là tới anh nha. Ca câu dạ, nha. Dạ dạ em ca xong là tới anh. Ừ em muốn làm gì cũng được trơn á. Rồi. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh, những năm tháng yêu nhau giả vờ. Chết mày dạ. Ơi. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Cả đi anh. Ông này sao cũng được, lên bàn thờ ngồi được. Rụng nụ. Bà ca hết bài, bà kêu tôi ca đi anh. Khi dễ, kêu xuống ca mà không ca, khi dễ. Khi dễ, được lắm. Thi tiếp không? Thôi kỹ lần nữa. Để em suy nghĩ, đi. Bây giờ ba mặt một lời nè, thi tiếp hay không? Bốn mặt một lời, thi tiếp hay không? Nên nhớ nha, 40 triệu. Bốn mươi triệu thi tiếp rồi. Nhưng mà em nói chứ, nếu mà em có được 100 triệu em muốn anh Thành tặng cho em. Tại sao? Yên tâm luôn. Yên tâm, tại vì hai mùa trước anh tặng cho hai người kia rồi, mùa này em muốn anh tặng cho em nữa. Phong thủy ha? Phong thủy đúng không anh? Rồi dạ, để em chuẩn bị đạo cụ. Thì chuẩn bị chưa? Dạ rồi, chỉ có rồi. Một cái khăn để em, dạ, ví dụ mà thí dụ mà em thêm được thì em xiết cổ luôn. Có duyên em chứ, 40 triệu. Có duyên, cái bạn này có duyên quá. Triệu like sẵn sàng chưa? Chưa anh, từ từ 100 triệu chứ bộ ít. Trăm triệu bộ ít hả? Quở người ta quở. Mất ông thền á. Bây giờ nãy giờ em chặt anh, em xin lỗi chứ em chặt anh lại. Đúng rồi, làm gì cũng vậy. Bà chặt mà, tôi rớt nụ rồi đó. Ví dụ em chặt anh cười lớn lớn như vậy. Dĩ nhiên, nào hợp lý cười liền. Rồi chưa? Dạ rồi. Tôi chưa. Không làm nhiều chuyện. Rồi. Rồi. Anh là chỉ có cái bấm thôi mà anh còn nhiều chuyện cỡ đó nữa đó. Chỉ có cái bấm thôi mà nhiều chuyện. À, dạ, giờ rồi bấm chưa? Ok. Dạ. 60 giây. Bắt đầu. Nghe con mén nó nói, bữa nay thằng cu đen nó về nó thăm mình. Mười mấy năm rồi còn gì. Nghe đâu á, giờ nó lên Sài Gòn á, nó làm MC danh hài gì nổi tiếng lắm á. Nó lấy tên là thằng Trường Giang, mà hồi nhỏ mình đặt nó tên là cu đen. Má ơi, anh Giang về kìa má. Hả? À, thằng cu đen má về đấy hả? Trời ơi, cu đen của má đây hen. Giờ bự hen, trắng hen. Ê, cu đất, con nhìn thằng cu đen của dì hai coi. Hồi đó dì hai cho nó thôi sữa sớm quá, giờ nó tướng như khỉ, mặt như con đười ơi, con thấy không cu đen? Hả thằng cu đất? Trời ơi, nó nhìn má nào mà nó không cười luôn, con thấy không cái mặt nó nhăn, thấy không hả thằng cu đất? Hả? Trời ơi, cu đen của má đây đó hả? Trời ơi. Cu đất, sao không nói cho anh vậy? Wow, wow. Tặng đi, tặng 100 triệu đi. Bà từ từ. Wow. Có cái bản không mà bà hối quá là hối hà. Wow. Ai còn kêu anh xuống đây? Giây. Em đâu kêu anh xuống đây đâu, chở anh chở. Tôi tứ sinh nào mà được đặt cách là tôi xuống liền, tôi phù hộ, hiểu không? Ừ. Cái độ trì. Hôm nay nãy em có vô, em có đốt nhang cho anh 3 cây rồi. À. Quên quá. Tôi lâm bồn rồi mẹ ơi. Được không? 200 triệu rồi. Rung chưa, 1 giây cuối cùng. Dạ rung. Em run lắm, em đúng ra em bí vậy đó. Em chưa biết kêu anh nè. Trời ơi, hên đó nha. Nhưng mà cũng phải nó công nhận là bạn có tài năng thiệt. Bạn biết cách cấu tứ lại mọi thứ. Nhưng mà đáng lẽ vòng 100 là bạn phải hệ thống nhiều thứ nữa, chứ không được có nhiêu đó. Hiểu không? Tại vì số tiền nó lớn quá.
Em nói thiệt, em không có khả năng diễn xuất. Mà em cũng không có kịch bản gì nhiều. Mấy cái này em nghĩ ra trong đầu em thôi à. Đúng. Em cũng chưa có viết lên giấy lần nào hết trơn á. Nghĩ ra trong đầu là một chuyện, nhưng mà mình phải nghĩ nhiều cái. Không được này, quăng khác. Được này, quăng khác. Liên tục dập 2-3 lần, thấy không? Thì tự nhiên cái số tiền 100 triệu thấy hợp lý. Thiệt sự ra hồi nãy thấy khán giả cũng cười cho bạn nhiều lần. Đúng là bạn thông minh. Khúc cuối cùng bạn wow cái cho tôi mắc cười, tôi hết hồn. Tại vì tôi đang nhịn mà. Tôi đang bạn đẩy qua cái hệ thống mà đen với trắng á. Cái hệ thống vừa thấy bên này mà tên cũng đen mà vừa mập vừa trắng thì thấy tôi cũng xỉu. Tôi đang cũng muốn mắc cười với bạn rồi mà tôi phải nhịn lại chứ. Tôi nhịn lại để 100 triệu của ông ta mà đâu có trao vừa đó. Thông minh, giây cuối cùng phóng vô táp chửi vô mặt Trấn Thành hết hồn cười. Như ước nguyện của bạn, xin mời giám khảo Trấn Thành. Không phải nói người ta đang tâm sự mà tiếng chất thành. Đuổi luôn không mấy xuống đây tôi ngồi đi chứ đặng. Người ta đang tâm sự tự nhiên vậy. Bây giờ nè. Ủa, để cho em hỏi một câu. Bữa nay anh đi học võ hả? Ai? Anh Giang. Anh Giang. Ừ. Chuyện của ông ta bảo nhiều chuyện nữa. Người ta không biết tao mới hỏi. Không biết hỏi hay không, giờ bên này trả lời nè. Đó, nói gì nhỏ dài lời cái nè. Em hỏi anh Giang mà anh Thành trả lời anh cũng nhiều chuyện lắm mình. Bị dạch luôn. Nói rồi. Đánh 100 triệu bị dạch luôn. Dập luôn. Thỉnh tôi xuống chôn tôi đây luôn rồi. Còn hỏi nữa. Em xây mộ cho anh rồi, khỏi nói. Nói chuyện với người ta đi ngộ cười hoài, ngó hoài. Trời ơi, tôi hỏi anh bên học võ hả? Dạ má con học võ. Ê, nhà nhỏ lớn chưa có nuôi ai bự vậy nha. Các bạn thấy bạn này có xứng đáng được 100 không? Bả lanh lắm. Trời phú cho chị cái duyên. Em nhỏ hơn anh 2 tuổi đó. Bố nội tôi cũng dám nói một tiếng nào nữa. Nhỏ hơn 2 tuổi mà kêu bằng anh. Nói gì người ta đi. Tính kêu bằng chú rồi đó. Mà còn giật mình lại đó. Nói với người ta. Trời thiệt nha. Khó hoài. Anh cho em hỏi một câu nữa. Anh với anh Thành ai lớn tuổi hơn vậy? Thế kệ người ta. Hỏi gì nhiều chuyện vậy hả? Bà bất cười quá. Miễn sao tôi lớn hơn chồng bà. Ủa em hỏi anh Quy mà. Hỏi Quy thì nào? Hồi nãy người ta lên bàn thờ rồi. Tôi có nghĩa là người vô hình ở đây đi. Bà coi tôi không tồn tại đi. Vô hình là Minh Hằng. Anh chỉ là giả vờ yêu thôi. Người vô hình là Minh Hằng. Ngô Kiến Quy chỉ là giả vờ yêu thôi. Chừng nào quan mang mới Hồ Quỳnh Hương nè. Quan mang luôn. Trời ơi. Ở nhà chắc chồng chị chắc cũng mệt lắm hả chị hả? Không phải đâu, ở nhà anh không có cho em nói nhiều. Bây giờ em đi lên em xả hết. Ở nhà Lý do được 100 triệu là tại vì ở nhà chồng không cho nói. Lý do gì chồng không cho nói? Tại vì em nói nhiều quá rồi anh không cho nói, anh nói em xả. Vậy đó hả? Giận ông chồng. Em bạn gì đi bà ra đi bà phọt ra quá trời. Lát cầm cái tấm xét 100 triệu về quăng trước mặt. Ông thấy ai xàm mà kiếm ra 100 triệu cho tôi không? Đó. Anh đâu cho em đi thi đâu, em đi lét. Ráng về quăng nó phạt ông chồng nói hay quá em xàm quá. Mày thấy không? 100 triệu nè. Đúng rồi. Sao bữa nay thấy sao? Tâm trạng thấy sao? Vui dạ không? Vui lắm. Để nói thiệt, cái này đam mê lắm. Từ nhỏ lớn đam mê ghê luôn. Mà họ không xin anh không có cho. Không cho cái gì? Do diễn hả? Tại sao không cho? Em không biết. Hay là ông sợ là bạn bước vô showbiz rồi bạn cuốn theo cái guồng showbiz, bạn lại yêu một người đàn ông khác? Em không biết nữa. Hay là ở nhà công việc gia đình bạn không là người quản xuyến? Chứ không, em trong chuyện trong nhà là em làm hết. Vậy chồng bạn làm cái gì? Cho tiền góp. Trời em nãy giờ em nói cho tiền góp mà. Vẫn giữ ý định nha. Không thay đổi. Chuyện của ông ta. Đây. Thiệt, cái phút giây cái lắng động tôi chợt tắt. Bà lấy 100 triệu bà về giùm cái đi. Đây. Anh Thành đưa cho em cái chuyện đi. Chứ nói chuyện bà ép tim quá. Mình bằng tuổi nghe. Này. Trời ơi. Wow. Cho mình vòng chưa Quy, xin vòng chưa Quy. Tính tặng 100 triệu. Ủa trao phải tay đồng việc. Chúc mừng bạn 100 triệu đồng. Quá giỏi. Xin được mời người chơi tiếp theo. Làm cho tất cả danh hài. Cười miễn chi cho đến cười khoái chi. Tôi sẽ chiến thắng vang dội. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Em xin chào hai giám khảo ạ. Em xin chào anh Kiến Huy và chào quý vị khán giả thân mến. Em thì ở vùng sâu vùng xa lắm.
Nhưng mà làm có gì không hay thì giám khảo phù hộ cho em đấy nhá. Dạ, con Anh à. Đây là chung của em. Lần trước em đi thi ở vòng loại ở Hà Nội đấy. Thì là đi có bạn Diễn nhưng hắn đi bộ đội rồi. Nhưng là bây giờ không có bạn thì em bắt thằng chung em vào thay thế. Dễ thương. Phải chồng không ạ? Chung dạ, em ấy. Chung em à? Dạ. Anh tên gì anh giới thiệu chí? Em tôi em là chị... Vũ Đình Hiếu. Ở nhà phụ vợ. Ngày trước là đi thi là tôi không được đi, bây giờ phải bổ sung. Anh em biết là chắc là anh ở nhà chắc anh được phép im lặng nhiều lắm phải không? Có nhiều là bà nói anh ngồi nghe không phải không? Giám khảo ơi, chúng em là chưa được đứng trước đám đông. Nói là không biết có làm được không. Nhưng em nói bây giờ không làm thì một mình em làm sao được. Thì anh phải làm chung với em. Nói thế, nhưng mà nói chung là lần này em đi thi thì cho em xin một giây em nói một tí thôi. Hết một em giây. Tự giới thiệu em một tí. Em là Lê Thị Dần, em đến từ Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Nói về Thanh Hóa thì nhiều bạn là cũng không thích người Thanh Hóa lắm. Cứ nói là xấu, nhưng thật ra thì ở đâu cũng có người xấu, người tốt. Ở Lang Chánh bọn em toàn người tốt thôi. Không tin thì các bạn là cứ về Lang Chánh quê hương mình là được đắm mình vào dòng thác Ma Hao, huyền bí. Được nghe tiếng thắp tiếng trường yêu thương. Được ăn những các món dân tộc. Và nếu các bạn mà có đi chùa thì lên chùa Mèo quê hương mình đang xây dựng. Thiêng lắm, ước gì được nấy, cầu cái gì cũng được, cầu duyên cũng được, cầu quan cũng được. Cảm ơn chị. Cái hãng du lịch nào nó mời chị tài trợ. Em biết rồi, danh lam thắng cảnh nước mình đẹp lắm. Dạ. Em cảm ơn chị cho em biết quê chị có gì đẹp, em cũng trân trọng điều đó. Em là người Thái ạ, em mặc váy này là váy Thái ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, nay em đến thì em cũng đem nhiều tiểu phẩm lắm. Nhưng chỉ sợ là không thoát được qua vòng 1 thôi. Không thoát được à? Dạ, thì nếu mà thoát được là em chơi hết cửa luôn. Em cứ chơi đi, bây giờ là không còn gì, cứ chơi tới luôn đi em ơi. Dạ rồi chị ạ. Và 60 giây bắt đầu. Bác ơi, cho cháu hỏi thăm nhé. Hỏi cái gì? Có cái chân thì tự đi lái chứ hỏi bác cái gì? Bác cháu hỏi đường lên trên đồn biên phòng Yên Cương với ạ. Ô, bộ đội à? Đúng bộ đội mới về à? Đúng bộ đội với dân thì như cá với nước. Ăn với dân, ngủ với dân. Nhưng đừng để hình ảnh chú bộ đội nhỏ vào lòng dân nhớ chưa? Bác cứ đùa cháu. À, thế thì bây giờ là ta chỉ cho nhắc nhở ở đây có hai cái đồn. Đồn trên thì to hơn, đồn dưới thì nhỏ hơn, quen đồn nào? Đồn nào cũng được bác ạ. Thì ta chỉ cho nhá. Dạ. Cái đoạn mà cao cao đấy dạ. Thì cũng đừng có lên. Mà thấp thấp thì cũng đừng có xuống. Mà cái đoạn mà quanh quanh thì cũng đừng có vòng. Thế cao không lên, thấp thì không xuống. Mà quanh quanh không đi thì điên nào mà. Cứ thẳng mà đi thôi. Nhưng mà công nhận là lên cái đồn các cháu cái gì cũng có. Có bồ, có bí, quả nào cũng to mà dài. Cái quả ớt thì cứ chống lên trên trời thế này này. Mà nhất là cái quả cà của các cháu to hơn cả của Tùng Bác. Đúng là công nhận là lên cho nó vui thật đấy, trường lắm. Đúng là anh Trấn Thành. Wow, chúc mừng hai chị. Chị Việt Hương đã nở nụ cười ở giây cuối cùng. Và chúc mừng hai chị đã có giải thưởng là 2 triệu đồng. Chị ơi. Dạ. Tôi thú vị với chị lắm. Chị hay lắm. Chị như một con chim hót. Bất chấp không gian và thời gian. Hiểu không? Ví dụ 5 giờ sáng có một con chim hót tí tí, mình sẽ thức dậy. À, bình minh rồi. Ý còn chị muốn nói chị là đồng hồ báo thức sao? Ừ. Không, chị không phải là đồng hồ báo thức. Mà nó bị hư cái chế độ báo thức. Nó thổi liên tục, nó nói chích. Tốc độ nói rất là nhanh. Cái giọng nói rất là đáng yêu. Và chị duyên lắm. Chị duyên bằng cái đời sống của chị. Chứ không phải chị là một diễn viên. Chị mộc mạc. Chị đời sống chị có sao chị đem ra chị nói vậy. Cho nên tôi nghĩ nếu mà coi ở nhà mà anh có im lặng nghe chị nói là tại chị nói có duyên. Chứ thứ nói không có duyên là nó đập rồi. Cất cái tủ thiệt. Nhiều khi chị kế bên cho nó hoài nhức đầu chết à. Mà bà nói mắc cười thiệt, có đúng không anh? Dạ. Dạ, bây giờ tôi cười rồi. Chị có 2 triệu. Nhưng đây là nụ cười vì yêu chị. Ha, xa xôi xuống đây mà nói quá dễ thương. Nhưng bây giờ làm là phải hay nha. 10 triệu khó lấy lắm đấy. Còn không thì lấy 2 triệu nói về. Chung là em chuẩn bị 15 triệu phẩm. Đây. 15 tiểu phẩm. Chị ơi, chị chuẩn bị tiểu phẩm nó nhiều như cái cách chị nói luôn. Chị định thi chị nói ra mà chồng chị còn cười nữa. Người ta có thi 5, ham lỡ có vô vòng La Gala cũng có 5 nữa là 10. Mà bất chấp làm tới 15. Mà thi 3 mùa lận. Ừ, chị thi 3 mùa lận á chị. Nhưng em không biết đưa cái nào vào. Cái nào vui nhất thì bây giờ chưa đưa cái nào. Em là người dân tộc thì em nói chung là cái vấn đề em diễn hôm nay là toàn lấy ở sự thật.
chữ thật ở ngoài đời em đưa vào. Là quê hương em có những cái đó là em nhặt nhạnh em đưa vào đấy. Bây giờ thế này, chị cho em xem cái nào mà nó thật nhất đi chị. Lần này em đi thi, nhà em thì rất nghèo. Em phải bán đi, là lần vừa rồi đi Hà Nội em bán mất 2 con chó với 1 con gà. Nhưng lần này đi cao hơn, đi được cái con máy bay thì em phải bán lợn. Nhưng mà em nói thật, nhà em thì nghèo lắm. Nhưng nếu như lần này được tướng này em là cũng về làm từ thiện. Em ủng hộ, bên cạnh nhà em là có mấy người chị bạn em bị bệnh ung thư. Em sẽ là tặng chị ấy. Dễ thương. Nếu như em được giải, em nói trước rồi thì... Đúng rồi, phải nói trước là nếu như em được giải. Dạ. Nên em đi thi về em tặng tiền chị. Đi thi mà không có đồng nào về tặng lỗ nữa. Ờ, nhưng mà cả vợ chồng em là cùng nhau. Nói chung không được thì cũng được đi du lịch một chuyến. Cũng được lên cái quan TV cũng thí rồi. Chắc còn TV. Trời ơi, cuộc đời chị nó đơn giản quá hả. Cuộc sống chị nó thoải mái cho nên óc mày hướng chị nhiều lắm. Nên có khi được cuộc sống cũng rất lâu, không chết được đâu. Đâu mình ra làm không chết được đâu. Nói chung là vợ chồng em là về nói chung không phải là đi. Là các danh hài thì đúng là em hâm nhất là chị Việt Hương và anh Chiến Thành, hâm mộ đấy. À, cho nên là em đi thi cái chương trình này thì cái xã em, cái huyện em là không ai biết. Nhưng mà từ khi em được là tham gia cái chương trình này là cả cái tỉnh Thanh Hóa đều biết hết. Ai cũng muốn xem em thôi. Chị đi thông báo hả? Em thông báo hết. Anh em họ hàng của em là em. Bây giờ là cứ điện thoại từ lúc đến giờ em phải tắt. Đi này này, không dám nghe điện, cứ nói là thi chưa? Có trực tiếp không để xem? Em nói là bắt đầu từ mùng 1 tháng 11 sẽ phát sóng. Nhưng mà em không biết là em được lên cái quan TV lúc nào. Nhưng mày săn đón từ khi đó. Săn đón rồi. Chị giống như là ngôi sao vậy đó. Săn đón. Họ hâm em lắm ấy nhỉ? Hâm em à? Hâm mộ đấy. Ừ, hâm mộ phải không? Dạ. Ừ đấy, hâm tôi tưởng hâm dọa. Hâm mộ đấy. Dễ thương quá. Làm đi, làm đi. Làm em đi, làm đi. Anh chị. Đợi em một tí. Dạ, chuẩn bị thoải mái đi. 60 giây, bắt đầu. Chị Việt Hương, hôm nay em đến gặp chị là có một vấn đề quan trọng muốn nói với chị. Là xin chị hãy trả chồng em lại cho em. Chúng em là anh Lò Văn Thành. Xuống phố, anh ấy đổi gọ đi. Anh ấy lấy tên là Trấn Thành. Đấy, từ ngày vợ chồng em lấy nhau đến nay công ăn việc làm thì không có. Suốt ngày chỉ có ăn mới đẻ thôi. Đến nay là được 5 con quan. Mà 5 đứa con nhà em là phải chịu cái tên theo đúng như cái hoàn cảnh gia đình. Đó là quanh năm túng thiếu nợ, còn con nần thì chuẩn bị ra đời. Đấy, mà nói chung ai nghe cái tên quanh năm túng thiếu nợ nần là họ cũng biết là gia đình nhà em là gia đình có hộ nghèo bền vững. Đó. Vẫn đã xong rồi mà. Vẫn rồi. Trên 2 chiếc nào là bị ngươi đã cười bạn cho 10 triệu. Dễ thương. Ở đâu ra cái từ hộ nghèo bền vững. Dễ lắm. Yêu. Mặt xinh luôn. Cho nên chồng mê là phải. Duyên dáng. Ừ. Bắt tay cái. Yêu lắm. Này. Cứ chân thật như thế. Lên kia đứng và phát biểu ngay là tôi đi thêm vòng nữa nhá. Bây giờ có 10 triệu rồi. Duyên cực kỳ. Ở đâu mà ra có cái từ mà hộ nghèo bền vững? Dạ, nói chung là em thì ngày trước em cũng làm cái xã hội phụ nữ. Xã hội phụ nữ đấy. À, ở tí kia ta gọi là tình hội phụ nữ, mà ở huyện người ta gọi là tình hội, huyện hội phụ nữ. Còn em là ở xã thì em gọi là xã hội phụ nữ. Cho nên là em cũng hay đi là tuyên truyền về cái hộ nghèo. Cứ nói là thoát nghèo bền vững. Đấy, em mới lấy vào là có cái hộ nghèo. Nghèo là nghèo bền vững, có nghèo nghèo lâu dài đấy, không thể thoát nổi nữa. Dễ thương quá à. 10 triệu. Em cưng chị quá. Chị ơi, chị có 10 triệu rồi đó. Bây giờ là vòng sau là 20 triệu đó. Chị suy nghĩ nha, mình đi tiếp hay là ngừng lại? Nói chung là 10 triệu thì cũng chưa đủ cái tiền, mới đủ cái tiền đi máy bay thôi. Em bán được là 6 triệu tiền lớn. Với là vay 2 triệu nó là 8 triệu. Là đi là máy bay thì nói chung là ăn cũng không dám ăn, phải dùng cơm nếp đi để ăn đấy. Tại làm sao? Cái động lực nào mà chị phải bỏ ra một số tiền quá nhiều như vậy là chị đến đây hả? Nói chung thì em cũng là rất hâm mộ cái chương trình hài hước. Mà ở em thì nói chung là cái thông tin đến thì cũng hơi khó. Nhưng cái thằng chồng em thì hắn like lên cái quan Facebook. Là hắn cũng là thấy cái chương trình này hay. Đấy, nói là mẹ mày cũng hay thích hài thì hay là tham gia đi. Chứ bố làm sao mà được lên được. Thế là vì bố đã đăng ký được. Thế thì đăng cho em nhá. Ồ, thì đăng ký chương trình điện về là chướng muốn chết luôn. Không ăn không ngủ được. Cũng nói chung là được gặp Trấn Thành với Việt Hương thì có 2 con lợn. Chứ 10 con lợn em cũng không tiếc. Vậy là Việt Hương với Trấn Thành là bằng 2 con lợn của chị đúng không? Không phải, ý là không tiếc. Mà cái tiền đấy thì
Nói chung là chị nói là mình còn hơn cả hai con lợn, mình là cái chuồng lợn. Không phải đâu, ai để nói như thế. Đấy, mình là đúng không? Ai Kiến Thành nói như thế là mất quan điểm, không đúng. Mất quan điểm. Mất quan điểm. Trời ơi. Mất quan điểm. Quá đủ. Chị cưng lắm, bây giờ chị có tin tiếp không? Nói chung thì... Thì đi chị ơi. Từ nãy đến trừ. Sướng không? Sướng không? Nói chung là em là sẽ sẵn sàng đi tiếp. Mà từ nãy giờ là em đi cái miền Bắc rồi. Bây giờ là em sẽ đến cái đầu của miền Trung. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Việt Hương, chị nói cho em biết, nếu như em mà còn một lần nữa mà lấn la về trận thành của chị, thì em phải nên biết rằng vì sao mà nước biển lại mặn em ý. Mà tôi hỏi em trận thành, chứ cái người phụ nữ đi hơn tôi chỗ mô. Người ta có đầy đủ một phần thì tôi nghĩ cũng có, chứ tôi có thiếu cái gì mô đó. Anh đừng tưởng anh ăn chạm cho không biết ăn em ý. Tôi ăn cũng nhiều hơn anh nghĩ đó. Chị có, chị được rồi, chị được 20 triệu rồi. Diễn tiếp cho em nghe. Rồi sao? Tôi nói cho anh biết, một khi mà người đàn ông mà đã hư thì người phụ nữ là triệt tận gốc. Chứ mọi người phụ nữ mà đã hư thì đàn ông chỉ có bỏ tay thôi. Hiền với buộc chỉ không ai hiền với mà. Nếu như anh đã đụng đến cái lòng tự ái của tôi rồi thì là cũng có cả cũng phải gọi tôi bằng cù hì. Trời ơi! Chị là fan của cung bọ cạp luôn hả? Cung bọ cạp cũng phải gọi tôi bà cù đấy. Trời ơi, vừa duyên dáng, vừa có tính chất vùng miền là nghiên cứu về ngôn ngữ, mà lại còn thời sự nữa. Cái bà bọ cạp mà chị cũng bắt bà về đây luôn. Trời ơi, chị là ngôi sao vi diệu. Chị ơi, trời sanh ra có hai loại diễn viên. Một loại có ăn học, có duyên, cộng cả hai mới nổi tiếng. Mà cộng cả hai phải hai đỉnh. Còn chị, trời cho chị 90% là duyên rồi. Chị biết không, cái duyên chị là cái duyên khủng khiếp, chứ không phải cái duyên thường. Cái phong thái, cái thần thái của chị nói từ 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 từ, không có gấp gáp. Chị chửi người ta mà người ta thích, chị xả người ta mà người ta chịu. Và cái sự xúc phạm của chị chửi banh xác thằng chồng Trấn Thành của chị, để chị chuyển đến cung bò cạp. Chị bò và chị cạp được 20 triệu đồng của chúng tôi. Yêu cầu chị tiếp. Rồi nha. Chị ơi, bây giờ là tiền lợn, tiền máy bay đền hết rồi đó. Lời rồi nha. Chị ơi, bây giờ chị đã có 20 triệu rồi. Vòng sau số tiền sẽ gấp đôi là 40 triệu. Nhưng một điều mà em không muốn nhắc tới là nếu mà chị thất bại, chị sẽ mất trắng 20 triệu đồng. Yên tâm đi, dễ nhiều đồ chơi lắm. Chị suy nghĩ được kỹ, 20 triệu không phải là quá nhỏ nhưng mà cũng không phải quá lớn. Nói chung thì là tiểu phẩm của em thì còn nhiều lắm. Mà lúc nãy là em mới đến miền Trung, còn miền Nam là em chưa thể hiện được. Chơi. Và... nhưng mà nếu mà không được thì chờ là không có tiền về. Nhưng mà Trấn Thành với Việt Hương cho em tiền xe đi, em chơi luôn. Người phụ nữ thành hóa chân quê mộc mạc với lối nói chuyện dí dỏm này sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Nếu không được cho nhiêu đây được không? Ok. Nếu không được là em lấy một đấy, em đi tiền xe về là vui rồi. Chị nhá, chị là cái dạng mà thật thà không trọn vẹn nhá. Nha, cái thật thà này không bền vững nhá. Thật thà này có tính toán nhá. Này, nhưng chấp nhận vì duyên dáng quá. Nhưng tôi cũng phải bền vững với chị. Đấy, không được thì tôi tặng chị luôn. Chơi nhá. Móc, đấy. móc. Thì móc. Trời ơi. Móc thì móc nhá. Trời ơi. Rồi, chị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. 60 giây, bắt đầu. Chào cô bé cột khăn đỏ. Còn mình là cô bé buộc khăn đỏ. Ủa, mà sao bụng cô bé to dữ vậy? À, biết rồi, nuốt nguyên con sói đúng không? Ừ, ăn tham dữ nghe.
ứa. Con gì vậy ta? Con sói già. Mình đập chết con sói già. Ủa, sao? Con sói già gì mà đẹp trai gì vậy? Không phải con sói, mà đây là con chim. Con chim này mà ăn no vô. Ê, ê. Con chim này á, mà được ăn no vô thì hốt hay lắm á. Mình không đập nó được, đập nó quý lắm. Để anh chơi. Nhưng mà này, để chơi. Để chơi. Chim mà sao không hốt dữ vậy ta? Biết rồi, Trấn Thành. Cái hầm dâu dê này trước đây kỳ trai sánh má với mình á. Mình cầm mình nhổ bọc 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 à. Nhưng mà nói dâu dê không biết dê á. Nhìn người thế này đần thối à. Mới gần mùa mà không hút. Giờ chị nói tiếng Nam thử coi. Miền Nam, miền Bắc em là rồi là Bắc Trung Nam em chơi được hết. Rồi ca cải lương cho tôi nghe luôn coi. Thành ơi, mai một đây anh làm chúng thành đô đi thi danh hài thử thách. Thì xin đừng quên cô gái mường quê thanh đang dò dò mong thành. Thật là vi diệu. Thật là vi diệu. Chị là món quà của thần linh. Tạ ơn thần linh. Con tạ ơn thần linh. Đã phái bà xuống đây. Ai? Ai? Người nào đã giấu cái máy bay của bà mà không cho bay về hành tinh của bà? Ai? Ai đang giữ cái dĩa bay của bà? Tại sao? Tại sao trên đời lại xảy ra một hiện tượng quái đản như chị? Chị là cái gì trên trái đất này? Chị nói đi. Là bà phù thủy. Đúng, chị là bà phù thủy. Chị thiên biến dạng quá. Hả? Ở đâu ra một cái người Thanh Hóa mà là của người dân tộc Thái nữa? Ở sâu ở xa chứ có phải ở gần đâu. Mà hát cải lương ta nói nó ngọt như mía lùi. Mà em nói chị nghe nha, có rất nhiều người Bắc cũng hát cải lương rồi đúng không? Họ hát bằng giọng Bắc, nhưng chị hát bằng giọng Nam. Mà chị hát nó đẹp lắm. Còn thuộc câu nào nó không, tặng em thêm một câu. Mà, một câu nữa thôi. Chưa hết. Rồi thử đi nè, 2, 3 à, đến cái đoạn đâu rồi nhỉ? Rồi. À, cô gái mười người thanh đang dò dò mong trời hả? Ờ à. Trời ơi, trời ơi. Cái nội cái cách bà sơ lược thôi. Chú thấy để em hát, em hát này. Cô gái mười người thanh đang dò dò mong trời này. Nhớ nhớ. Nhớ kiếm lên 100 triệu nghe anh. Chốn đô thành có gì khương ngay cám dỗ. Thành đừng để lòng xa ngã bê thang. Nhớ có tiền thì cất cho kỹ. Đừng thập thò con cò nó ngố mất nghe anh. Con cò để gì không có. Đây chút tiền món từ lâu em bán củi dành dùng. Cháu thành làm lỗ quý đường xa. Nhiêu 17 ngàn. Trời ơi. Hèn hạ, có vụ hát đang hát đang lỗ cái đường xa nhiêu 17. Trời ơi, có hèn hạ. Chị như vậy nè, chị đang sở hữu chắc chắn là 40 triệu và một tấm vé vào đêm gala. Chị sẽ diễn 5 tiểu phẩm liên tiếp không được ngừng lại và chinh phục giải thưởng là 150 triệu. Nói nghe nè, bây giờ có 40 triệu, có đúng không? Đi vào vòng 100 triệu. Nếu không được, hồi nãy Trấn Thành cho 10 triệu. Em cho chị 10 triệu nữa, chị vẫn còn 20 triệu. Vô nè. Nè. Gì nữa không? Chị còn gì đâu? Còn nhiều, em nói chung là nhiều lắm. Mà và... hỏi ông chồng có chịu không? Trong 15 tiểu phẩm đấy đã diễn 3 rồi, bây giờ cái nào hay nhất tới 100 triệu? Suy nghĩ đi. Chị cứ thoải mái. Em nghĩ là có tiền đi máy bay rồi em sẽ chơi tiếp. Chơi tiếp.
Và 60 giây bắt đầu. Ông Kiến Thành, hôm nay là có Việt Hương ở đây rồi nha. Tôi sẽ bóc mát của ông cho Việt Hương thấy luôn. Ông còn nhớ cái điện thoại này không? Ngày trước ông đến ông tán tôi, ông nói là ông tặng tôi cái điện thoại Samsung. Nhưng nó chỉ có chữ Sam thôi, chữ Trung thì không quản. Chữ Sam thôi, chữ Trung thì không quản. Thí sinh tiếp theo. Dạ em chào anh Tiến Luật. Em chào anh Trường Giang. Em chào anh Trấn Thành. Chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay, cũng như là đang xem chương trình. Em, có ai làm em giận cái gì không? Dạ không. Mà sao em chào em căng quá vậy? Dạ em run. Thoải mái giãn cơ mặt ra, nhìn nè, vui lên, cười tươi cái nè. Cười. Đây, tươi lại nè, 2, 3. Cười. Ráng cho anh một cái cười mà nó ra cười nha. Thoải mái nè, 2, 3. Cười. Rồi, thi. Dạ em đã sẵn sàng. Hay quá, anh rất thích. Kiểu rồi thì... Em có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Từ nhỏ cho tới lớn, ai cũng có mơ ước, mộng tưởng để mà ôm ấp ủ, để mà theo đuổi. Vâng. Sau đây là bài hát của Lê Cát Trọng Lý do em trình bày. Da 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 da. Bà có một nét mà cứ ai già lại kề bà cứ đà đà đà. Em á phải cảm ơn anh á, anh mồi cho em ba cái mặt cười hồi nãy. Giang nó có đà nó mới đi đó. Tại cái mặt em á, trời ơi, trời phú cho em có cái gương mặt bất biến. Em hiểu không? Mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Coi như là cuộc đời có đổi thay, mặt em vẫn cứ y như vậy thôi, không có làm cái gì hết trơn á. Nó cứ thẳng băng vậy thôi. Đa 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 được 2 triệu. Cho em hát cái bài này được không? Đó em lấy tinh thần. Trời đất ơi. Chứ là bây giờ hát 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 tặng, hát tặng. Rồi, vô. Em... Vô. Đa 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 đa. Trời ơi, thi đi, con thi. Tại sao con thi? Để thi luôn. Đa 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 hey đa 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 hey đa 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 đa. Thi đây. Hồi nãy giờ thi là được 100 triệu rồi em à. Hồi nãy giờ bà được 100 triệu rồi. Bây giờ anh Kim thi vòng 2, em làm y chang cho anh nha. Làm y như vậy. Không, tôi không cười đâu á. Em làm đi, đi. Anh trai em làm y chang vậy. Bảo đảm gian cười. Ở vòng 2, nói chữ thi, làm lại đà 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 y như vậy. Rồi hát hoài một câu luôn. Y nha. 60 giây bắt đầu. Bà không làm được. Da 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 da
Dạ, bài này là bài... Đừng có nói. Rồi, vòng 3 bắt đầu. Khoan, hỏi thật thiệt đã. Thiệt không? Em đang có 10 triệu, em đang có 10 triệu. Ca bài này luôn. Thôi cho em hát cái bài này đi, hát cái bài này tặng. Trời ơi. À, không bà khoái tặng, tôi kêu bà ca bà thi đi. Thi. Tại em hơi run cho nên mặt hơi căng thẳng. Không có cần căng. Vậy đang vui em ơi. Đang vui. Em có biết là em thắng 2 vòng rồi chưa? Dạ thấy. Ừ. Ca lại bài này chơi vòng 3 chơi không? Được chưa? Thôi vậy cho em hát. Trời ơi. Không, nhiều khi có bài khác sao? Nhiều khi thế có... là cho em lá hồi điệp khúc thì em... thì nãy em giờ chưa vô điệp khúc hả? Dạ chưa, mới dạo nhạc thôi hả? Mới dạo nhạc mà em có 10 triệu rồi đó. Dạo đi, chứ vô điệp khúc nhiều khi là không vô à. Đi đi. Đang xôm à. Dạ, vậy em... Ca đúng bài đó. Ca đúng cái bài đó. Nhiều khi nó có bài khác, nó không phải đà đà mà chuyển qua đi. đi là về đó. Chứ đà là vô đó, đang đà dạ là vô. Cho em thi tiếp nhưng mà em không có dạo nhạc nữa. Rồi. Phải dạo một cái rồi mới vô hát tiếp. Quyền của cái người dạo, chơi. Cái quyền dạo. Của người chơi là quyền của em. Ừ. Rồi, em có quyền thi tiếp và không dạo nhạc. 60 giây của em bắt đầu. Da 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 da. Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an chỗ, em cần yêu thương. Thời thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng tan nát và trăm lời vô nghĩa. Giao nhạc. Ừ, xem chúng ta hơn. Em vừa qua 20 điểm. Em ơi, hên cho em là nó rớt ngay chữ ừ. Chữ ừ. À, trăm lời vô nghĩa. Giao nhạc. Ừ, xem chúng ta hơn. Cái mặt em khó chịu lắm. Ừ. Còn hồi nãy á, là em phải sử dụng cái thông minh. Tức là anh và anh Thành là đang bị mắc cười ngay chỗ chữ đà. Là đó là dấu ấn đậm nét nhất từ nãy tới giờ. Nên em cứ buồn tin 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 đà 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 là sẽ cười nữa. Đúng rồi. Nhưng mà hên cho em vô ngay chữ ừ. Hiểu không? Dạ. Hồi nãy ngay vòng 3 là anh cứu em đó. Anh kêu em vô lại cái dạo nhạc là dính nữa, khán giả đang vui. Ai ngờ em vô chứ ừ nó còn đậm hơn nữa. Nó vừa nãy nói rồi là có cái dữ nữa mà. Có dữ nữa. Giờ có gì? Có 20 triệu đó nha. Tôi bảo đảm con bé chưa hiểu tại sao nó có 20 triệu. Chưa biết được. Điều đó đến thật là tự nhiên. Bây giờ cho suy nghĩ đó. Có thi nữa hay không? 20 triệu rồi đó, thấy ghê không? Thấy ghê không? Ừ. Dạ. Dạ em thi tiếp. Suy nghĩ cho kỹ nha. Có chiều dữ lắm. Đừng có chiều à. Rồi. Em có 60 giây. 60 giây của em bắt đầu. Ừ, xem chúng ta hơn thua được chi. Chờ mùa xuân đến từng bờ môi. Chờ tình yêu giống như còn thơ. Em lòng khao khát nơi về nương náu. Lời ca biết vui nhưng khi được yêu. Xin chén cơm luôn đong đầy, tình yêu cũng dâng. Xin áo mây đem cho người khắp nơi. Da 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 da. Bà tính hết rồi. Ôi, tụi nó qua rồi, nó vòng về. Nhỏ này ghê thiệt. 40 triệu cho em. Nè, bài này của Lê Cát Trọng Lý đúng không? Dạ, Lê Cát Trọng Lý. Lê Cát Trọng Lý cũng không kiếm tiền nhanh bằng em đâu.
Em nãy em cứ đà không, em lấy 40 chai. Thấy đúng, đúng là có đà thiệt á. À, có đà. Có đà rồi, bây giờ em vô vòng 5 em được 100 triệu đó. Dạ, đối với em 40 triệu rất là lớn. Nhưng mà người ta thường nói tiền bạc là phù du. Em thật ra em đến chương trình này là cũng mục đích đó là được nói chung là thách thức bản thân của mình. Xin hết. Hết là hết rồi hay là hết đi? Dạ không, xin hết tức là em hết, em thi tiếp nhưng mà em ngừng cái lời nói là tại em run quá. Ê, quá hay luôn. Cái gì em ơi, em thi tiếp hả? Dạ em thi tiếp. Anh nói cho em nghe nha, hồi nãy giờ anh đang bị cái cơn, khán giả cũng đang bị cái cơn. Nhưng vòng 5 mà 100 triệu là anh phải tự ghìm mình lại đó. Em nhắm em làm cho anh cười thì em hẳn làm nha. Vẫn đà là bà cũng cười rồi bà ơi. Không có đâu. Lần này có đà mà anh cũng sẽ kìm lại. Anh liên em yên tâm đi. Thành không cười thì Giang sẽ cười. Anh nói với em là đã lâu rồi anh Nhân Thành chưa cười và chưa có vòng 40 triệu. Tới ngày hôm nay thì rất là ít cho nên em là bây giờ cô hiếm đó. Đang chờ đợi để cười thiệt. 100 triệu dễ về tay lắm. Em đang có lợi thế. Em đang có lợi thế. Dạ em đã quyết định rồi, em chơi tiếp. Thi tiếp kìa. Thi tiếp. Một tràng pháo tay cho em gái. Rồi nha, bắt đầu nha cưng. Dạ. Em có 60 giây, bắt đầu. Đa 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 đa. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Da 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 da. Da 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 da. Hey, da 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 da. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc, một đoạn nhạc chưa hết một bài quất 100 triệu một bài. Mà phải nói là cái cô bé này là ở đâu, quê ở đâu? Dạ quê em ở huyện Bình Chánh. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Hiện đang làm gì? Dạ em là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Em học bên trồng trọt. Bà này bà rất là thông minh. Thông luôn. Minh. Bà cứ nguyên xin chắc gì đang trong bông hoa. Bà cứ bình thường mà mình ở dưới là mình sợ bà sẽ vô đà. Không, tại vì vô đà. Mình sẽ kề với chữ đà. Vô đà là tôi kìm lại rồi. Đúng không? Ai ngờ bà đâu chịu. Bây giờ tôi chỉ hỏi nè, trường quay nè, thuyết phục không? Biết sao không? Cái cô này á, cổ có thể là mình nói mà không biết sao, nhiều khi cổ cũng không biết, nhưng mà do đó là do cái con người cổ có mà cổ không biết. Tức là cổ biết được cái nhịp của hai ông giám khảo
ở đâu và cổ đo được cái điều đó, cho nên cổ cái chung đưa da 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 là tôi với Thành là đã nhảy trong bụng rồi. Thiệt luôn á, kèm tôi biết mà tôi vẫn hít thở đó. Mà tôi vẫn trong đầu vẫn muốn là cô này được 100 triệu, bởi vì cổ có những cái mà cái thần á, cổ cái bình thường cũng không có gì vội vàng. Da 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 da. Mà quan trọng như nè, đây là lần đầu tiên tôi thấy thí sinh thi vòng 5 không có dấu hiệu sợ sệt luôn. Đúng rồi. Hồi nãy trong em khát nước chạy đi vệ sinh nhiều lắm. Bài của nói chuyện chứ không? Người khát nước sao đi vệ sinh? Tại vì em run quá. Khát nước là uống nước sao mới đi chứ. Bây giờ là vòng xã này chơi không? Dạ, dạ chơi. Vô. Vô, vòng sớm. Vòng xã nha. Tôi thích mà thêm một lần, tôi thích mà thêm một lần. Thiệt tôi không cười đó. Thiệt á, tôi coi nè, tôi coi bà làm cái gì. Vòng 6 em sẽ được gấp đôi. Rồi, 60 giây cho vòng 6, bắt đầu. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Xin tiếng ca đây không ngừng, chưa có đã. Buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Hay quá. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin tiếng ca đây không ngừng, buổi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Da 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 da. Xin tiếng ca đây không. Bạn đã chiến thắng vang rồi, thắng cuộc chơi đây bạn đã làm tài giỏi. Thực ra nó không có vòng sáu. Nhưng mà vòng năm là hết rồi, nhưng mà em sẽ bước vào đêm là gala. Rồi luôn. Rồi. Tức là hiện tại là có 100 triệu và có cơ hội à, chắc chắn rồi, một tấm vé quay trở lại và trong đêm đó em sẽ kiếm thêm được một đống tiền nữa với da 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 da. Chưa bao giờ có một người nào bình tĩnh như em. Em coi 100 triệu rất giỡn, giỡn chơi. Người ta đang ở vòng 5, đáng là người ta phải òa lên vì người ta có 100 triệu. Hỏi em thi không? Em không suy nghĩ. Thi. Vì sao? Da 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 da. Vì sao? Vì cổ tự điều khiển được và có biết là cái lực cổ sẽ đi nữa. Mà quá thông minh ở chỗ là vậy nè, cái vòng 6. Đúng rồi. Chơi xin không? Chơi cái khúc xin không? Mà biết là hai bà này chưa cười nữa nha. Chưa đâu. Bà vẫn cứ xin hoài. Bà phiêu được. Bà nhìn nha, bà nhìn ở đây nha. Bà có nhìn. Tôi đừng có tự thương thấy. Mà bà phiêu á, bà phiêu được cái điều là người ta tới đâu, cái bà vòng vô đà bà thấy chưa ổn, bà dở lại xin dính liền. Ghê thiệt. Tại vì bà biết mình sẽ chờ đà. Bà chờ đà cái bà đẩy qua xin. Ờ à, đó. Vòng 2 bà đẩy qua. Ừ, bé này nó có 3 đường ghê thiệt. Hay quá em ơi. Lấy hàng. Nhận 100 triệu từ chương trình Thách Thức Danh Hài mùa thứ tư. Trăm triệu lắm á. Đây nè. Lê Tấn Lợi. Làm cho tất cả danh hài, cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi, khi một trong hai danh hài tươi cười. Sạch sẽ triệu like rung. Ờ à, rung 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 mới khen xong rung liền hả? Em là Lê Tấn Lợi, bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Quê đâu? Em ở Long An ạ. Sao rung? Không biết. Hai cái tay thẳng ra coi. Xé cái tay cũng nát đó rồi. Đứng hai chân dang rộng ra nữa. Đúng rồi. Ờ hết vô. Vẫn rung. Sao mà đi thi hài lên coi rung sao.
này là thách thức danh hài, chứ không phải là tuyển phi công mà đo độ rung. Trời ơi trời. Ở nhà có ai nói em hài hước không? Không. Bạn bè cái nó có nói em hài hước không? Em nhận thấy mình hài hước hả? Em lên đây em coi em rung sao à? Phan giấu cái dĩa bay của em á, trả liền cho nó về đúng cái nơi nó thuộc về. Em đang đi học hay làm gì? Em đang bán. Bán gì? Bán gì? Bán nước. Bán cà phê hả? Không có, bán trà sữa. À, mở quán trà sữa bán hả? Dạ. Chủ hay là người bưng thôi? Hùng. Hùng. Để không rài lỗ chưa cưng? Trời mưa ế cũng chết luôn. Ế chứ. Mưa mà ai uống? Đúng rồi, trời mưa ít người uống trà sữa lắm. Giờ sao mưa không chuyển bán lẩu đi? Có lẩu trà sữa. Đúng rồi, có món lẩu trà sữa. Có, biết. Rồi bán đầu dưới quê hả? Dạ. Rồi lên đây bạn gì? Đi xe Honda lên. Đi một mình luôn? Đi với bạn em. Đi với bạn em? Bạn em đâu? Đâu bạn em đâu? Mập đó. Sao tự nhiên gái người ta chỉ con mập? Không, nhiều khi thân quá đó. Thân vợ quá em hả? Vợ em. Nhỏ đó thân hơn. Bị nó dọn về ở chung rồi. Đêm nào cũng gặp nhỏ đó trơn. Hiện tại là có một quán trà sữa, có một người vợ, công việc ổn định đúng không? Có đứa con nào chưa? Mới đám hỏi à, chưa cưới à. Chưa cưới thì đâu có chắc đâu mà kêu dở. Vì phát thiệp còn giỡn nữa mà. Có không. Chắc lấy người ta không? Đâu chắc lấy người ta không? Chắc. Không, kêu con mập là biết lấy rồi. Thiệt, kêu gì kêu bình thường là bình thường, gái nó tán vô mặt chứ đâu có để. Rồi cuối cùng là xong rồi đó, là đời em là trói buộc rồi đó hả? Là đời hết vui đúng không? Không biết nữa, anh xui. Là bữa nay làm gì vui cho tôi coi đây? Thấy nãy giờ thi là được rồi. Ông gan quá. Nãy giờ là tụi anh trò chuyện là với cái tâm thế là cởi mở. Dạ. Thì tụi anh cười, trước khi tụi anh mà bắt đầu nghiêm là em thi tụi anh đâu cười. Dạ thi luôn à. Thi đi. Thi luôn. Rồi mời bạn. Cái gì vậy? Nó thở đó, nó thở. Rồi chưa? Dạ. Bây giờ trước thi nói anh yêu em cái này cho nó dễ thi nè. Thôi. Sao vậy? Không thưa lắm, giờ không hết yêu hả? Mắc cỡ luôn. Anh mắc cỡ. Gái tao mắc cỡ thôi. Gái tao mắc cỡ, vì đàn ông mắc cỡ. Thôi. Mình đàn ông mà nói yêu phụ nữ đâu gì đâu mắc cỡ. Không nói là không yêu đó. Đúng. Anh yêu em hả? Anh yêu em hả là đang hỏi thôi. Anh yêu hả là hỏi, nói là khẳng định, không có hả. Nhìn thẳng vào cô ấy. Nói anh yêu em. Câu đó khó nói đúng không? Anh cho câu khác, dễ hơn. Sao? Anh không thể sống thiếu mập. Anh không thể sống thiếu mập. Nhìn tôi chạy vậy, nhìn bên kia. Bây giờ nói lại câu khác, vậy nói hơn, nhìn thẳng với cô gái. Anh cần mập. Anh cần mập. Đó vậy đó, rồi về tối ăn cho mập vô. Dạ. Rồi, trời ơi, ông bước phía trước rồi, ông thò ra sau, ông bước tiếp. Rồi, hai tao thoải mái chưa? Rồi. Bung rồi đó. Rồi, tập trung và 60 giây. Bắt đầu. Chuyện xảy ra khi tôi đang ở trong một khu rừng. Dạ. Quân đã chiến thắng và rồi. Thắng của chúng tôi đây, bản thân là tài giỏi. Thắng rồi đó anh. 2 triệu. Thắng rồi đó. Chuyện 2 triệu ra. Trời ơi, chứ ra giáo với vợ. Trời ơi. Hai chồng đến đây mục đích khủng khiếp. Tất cả mục đích lộ rõ. Ghê thiệt, hai vợ chồng lén lút. Dễ sợ thiệt. Chắc vợ chỉ đạo quá. Tôi nghi vợ chỉ nó đạo. Không biết gì chứ. Không biết gì chứ. Vậy cái này là em tự nghĩ ra hết hả? Em tự nghĩ hay không? Hay không hả? Hay không hả? Tao mới cười xả dao nói hay không? Em bị vậy lâu chưa? Hả? Mặt nó cưng quá thiệt á.
Anh cười là tại vì nãy giờ anh thấy em dễ thương. Và cái động tác xoay đó là anh nghĩ là những cái gì nãy giờ mình trò chuyện với nhau, nên anh cười. Dư chấn Chứ không phải là vì cái câu chuyện nó có để gì có coi chuyện chứ... trong khu rừng, anh biết trong khu rừng nó đâu. Thôi mà kệ đi, vợ được 2 triệu rồi, tiếp đi. Tiếp đi, lấy 10 triệu. Đang vui đang đó. Vui đó. Thì anh nếu mà bạn cười lắm á, anh đang cười đó. Thằng nó đang tập thể dục cái gì kìa. Bức bóng chân. Em làm rồi. Lại cái nãy nữa được không? Rồi, được. Rồi. Tiếp theo. Sau cái cú té rồi mà diễn. Phải té xong mới diễn. Thì để té nữa. Nó tốn thời gian trời ơi. Ta tao muốn té. Rồi. Thi tiếp. Rồi chưa? Nữa không? Khoan anh. Nữa. Giờ gật đầu rồi, cho rồi, cho rồi. Bây giờ lấy 10 triệu ngon hơn. 2 triệu còn ít lắm. Lấy 10 triệu đi. Tràn rung. 2 tiểu phẩm. Dạ. Rồi, 60 giây. Bắt đầu. Nãy nói gì quên rồi ta. Mười triệu. Cái này mới hài nè. Cái này mới hài nè. Vì em biết sao không? Em chân thật. Em biết sao anh sẽ Trấn Thành cười không? Cái kiểu đó, ví dụ như anh Trấn Thành lên diễn là y chang vậy được, nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được, bởi vì cái đó là cái thật. Chính xác. Tại vì em biết, ví dụ như anh Hoài Linh với anh Trường Giang, hay là anh ví dụ vậy, diễn cái đó là tụi anh dùng kỹ thuật biểu diễn, và tụi anh biết là làm thật nhất để lừa khán giả, để họ cười. Đó là tụi anh hiểu nghề. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được như vậy. Chỉ có những người thiệt sự là như vậy mới diễn được như vậy. Và ông trời nhiều khi cho em một cái số phận là số được của. Hiểu không? Người ta cũng ra nói, người ta trật. Em ra em bẻ người, em hỉ mũi, em cười, rồi em chà mặt chà mày, hầu được 10 triệu. Âu cũng là hai chữ định mệnh. Nha. Rồi, bạn ơi, 10 triệu rồi. Trời ơi, dễ. Vòng sau là 20. Hỏi gì, hỏi vợ coi là thi tiếp hay ngừng lại. Nếu em thi tiếp, em được 20 triệu. Nhưng mà rớt rồi cái mất 10 triệu ổn lắm. Đúng rồi. Em cơ hội nó nhiều hơn là 10 triệu đồng. Mà nãy giờ chưa thi cái gì luôn. Nãy giờ chưa thi cái gì chưa luôn. Chưa thi cái gì luôn. Hiểu không? Nãy giờ có thi cái gì đâu. Mà biết không, đang có duyên. Kiểu gì tao không cười á. Kiểu gì tao không cười chào má. Đang có duyên. Thiệt. Làm cái gì mình không phải té nữa tao cười nữa. Này anh nói em nè, anh là người rất khó cười mà em say cái anh cười liền. Đúng không? Em mà thua là về anh chửi em chết luôn. Ủa? Khoan. Cái này mình hỏi lại nè. Ai là người bắt em phải đi thi cuộc thi này? Em nói em đi thi cái đi theo vậy đó, chứ thua là anh chửi. Thì theo thua chửi, mắc gì chửi người ta. Bán trà sữa ế chết luôn được 10 triệu không về. À ế chết luôn được 10 triệu mà không về. À, để làm gì? Thôi bây giờ tôi phỏng vấn cái cô áo vàng này. Cơ hội để bước vào gala để mang về 150 triệu, đó là cái cơ hội về tiền bạc, cũng cơ hội để tỏa sáng trên một sân khấu hoành tráng. Đó, cho nên bây giờ anh biết bán được một ly trà sữa thì lời được bao nhiêu đồng. Mà bao nhiêu ngàn ly trà sữa mới lời được 10 triệu đồng. Đúng không? Chửi cũng có cái lý của người ta chứ. Mà sao mắc cười vậy? Nhiều ta. Người ta cái gì? Nhiều nó tính vậy. Sao? Mà nói gì? Bao nhiêu trà sữa lại được bao nhiêu triệu? Nó tính được em không biết. Rồi bây giờ tôi hỏi bà vợ nè. Cái cơ hội bước vào vòng gala là cơ hội kiếm 150 triệu đồng. Đó là cơ hội để tỏa sáng. Và cái cơ hội gọi là nổi tiếng trong cái giới trà sữa là chỉ có một lần duy nhất, là ngay bây giờ. Tại sao lại chửi chồng mình? Cơ hội chỉ có một lần. Em đâu có chửi đâu. Nãy ta tố cáo thu về chửi nó 10 triệu. Nó đấy là bán trà sữa 10 triệu quá trời, bán ế. Thấy bà gì chửi. Quay phim không dám nói gì đâu, về nhà mới nói. Yeah. Bà trả lời đi, bà trả lời đi. Bà về nhà bà có chửi người ta không? Không. Hứa đi. Hứa giờ cho thi nữa không? Đi tiếp à. Tiếp kìa. Ta cổ võ rồi kìa. Lệnh bà đã ban xuống. Nhưng giờ em thi lại cái nãy nữa. Cái gì nữa? Tùy em, cái đó hoặc cái khác. Thấy cái nào vui làm. Em có một cái á.
Nhưng mà hai cái giờ xuống cái nấu thách thế sợ. Cái miếng cái thứ hai là cười nữa. Là một cái nhưng mà diễn hai cái cười lắm. Ừ, dám chắc không? Thì bây giờ là hồi nãy là tới khúc nào hồi nãy Trấn Thành mình cười rồi ta? Thì té thì thôi có làm gì đâu. Mới nói gì quên rồi. Thì vậy thôi đó. Đó là từ khúc đó. Rồi em quên nữa là cười nữa mất công. Em quên nữa cười nữa mất công. Em anh có cảm giác như hụng, em mới đẻ ra hụng qua đó. Em không có biết cái gì trên trái đất này trơn. Em hỏi thiệt nha. Ví dụ sau đêm đám cưới rồi dắt vợ về phòng tối đó biết làm cái gì không? Ôm ngủ rồi làm gì? Đếm tiền ông nội, nghĩ gì á? À, đếm tiền cưới. Nhưng mà em đâu có được giữ tiền đâu. Sao biết? Sao biết? Bán trà sữa rồi nó giữ hết. Từ tháng được phát nhiêu? Ngày 50 ngàn. Ngày tháng 15 triệu nhiều chứ. Ngày 50 ngàn, tháng có 1,5 triệu. Tháng có 1,5 triệu. Trời ơi. Trời ơi cái gì? Giờ thi nữa rớt cái chết. Em ơi. Dạ. Cứ suy nghĩ, bình tĩnh, quyết định thi tiếp hay ngừng lại. Không gì phải sợ hết. Thi tiếp. Rồi, 60 giây chuẩn bị. Và thời gian bắt đầu. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước, khi tôi đang bị lạc trong một khu rừng. Lúc đó tôi té vậy nè. Nó xàm không còn cái chỗ nào mà nói. Nó xàm đỉnh cao luôn thiệt. Ở mùa này, tới hiện tại giờ này em là thí sinh đầu tiên mà 3 vòng mà chưa hết một nửa kịch bản. Thiệt á. Em là sinh vật lạ. Nha. Anh nói em là hàng hiếm triệu like. Trời ơi. Em ơi. Định nói gì nói đây. Thôi, gì nói đi. Tên đâu nói gì đâu. Hai chục. Ê, bộ lúc nào lấy được tiền gì cũng báo cáo về vậy hả? Dâu cũng chửi nữa. Tôi có cảm giác á, bà vợ là bà lá xác hay gì vậy? Nhỏ này như muộn Simla, vợ gì cũng chửi. Nè, bây giờ bắt đầu điềm tĩnh lại nè, phân tích nè. Khát nước quá. Đây. Cơm bưng nước rót hai lần, hai chai lần. Thôi sao trong ngày cưới. Đây. Cơm bưng nước rót. Ủa đây. Rồi coi. Uống vô. Trời ơi tim đập. Sao bụng bự vậy? Uống trà sữa ế riết bự hả? Làm sao? Ế thiệt. Ế thiệt. Trời đất ơi. Em tin anh đi nè. Sau cuộc thi này nguyên cái Long An nó xúm lại quán em nó uống, tin anh đi, nó thiệt. Thiệt. Bây giờ này mình phân tích nè, về sự phát triển của sự nghiệp trà sữa của em nè. Đúng. Cái quán hiện tại là một quán chưa có tên tuổi đúng không? Đúng. Nếu có em... tên, có tên. Có tên rồi. Tên gì nói luôn. Cai. Trà sữa biểu là uống mà kêu ta cay là không uống nữa hả? Cay là trời, bầu trời. Cay. Bởi tôi tưởng uống trà sữa biểu ta thèm không chịu. Cay là đừng uống nữa. Trời ơi. Trà sữa cay là bầu trời. Ai đặt? Em, tại mới đầu là em bán ngoài đường á, ngoài vỉa hè á. Ừ. Rồi cái thấy trời, bầu trời cái thấy đặt bán ngoài trời đặt tên cay luôn. Lãng ra. Đúng rồi, cũng có lý do. Đó ngoài trời thấy trời hoài, sky đặt cái tên để nhớ là mình đã từng lăn lộn ngoài lề đường. Hên là ông bán ra trong mấy nhà, mấy trong nhà đặt hiên. Hiên là gì vậy? Mấy hiên nội. Hiên hả? Hiên. À, mấy hiên. Ông này giống như ông từ hành tinh đầu xuống vậy đó. Nè, bây giờ để tôi phân tích lại nè. Bây giờ nè. Để tôi chưa phân tích được. Đường đời sự nghiệp nè, nghe. Hiện tại là quán trà sữa của em ở Long An là chưa nổi tiếng. Dạ. Đúng không? Chưa nhiều người biết, bởi vậy mới gọi là ế. Sau cú này,
Nếu dừng ở đây thì cũng nhiều người biết rồi. Nhưng mà nếu bước vào gala rồi và nhận được, ví dụ bây giờ mà em thi nữa, được 40 triệu rồi 100 triệu nữa thôi, thì hả? Thôi. Sao thôi? Sao 100 triệu nổi? 40 còn dám đi chửi dữ lắm anh, tin thiệt, em nói thiệt. Nhưng kiên quyết. Nè, coi nó hiền như nó dữ lắm. Em mai mốt em phải anh tiếp ý của anh Giang. Cái quán trà sữa của em, người ta đến uống một là tò mò gì hot boy bán trà sữa đã nhận được giải thưởng lớn của chương trình. Cái thứ hai là người ta tò mò đem xây dựng một thương hiệu trà sữa chửi. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, người ta chỉ kéo ra đứng chửi, kêu ra đứng chửi thôi. Hiểu không? Ừ. Kêu không? Kêu không? Khoái. Khách vừa tới đừng cho nói gì chân, ngồi im lặng, kêu gì cũng đừng trả lời, quay hỏi gì muốn sao. Ừ đó, vậy thôi là khách thích liền. Ê, chết luôn. Toàn bộ Long An và 12 tỉnh thành Đông Nam Bộ, toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ dồn về quán em. Tập trung tại quán em, chỗ đâu ngồi trà. Từ đó quán em sẽ không còn là trà sữa bình thường, em sẽ là trà sữa sân vườn. Thôi là sữa chửi. Đúng. Mê loại hình đó rồi. Em sẽ là trà sữa chửi. Bước ra từ thách thức danh hài. Đúng vậy, khủng khiếp. Một quán bao tất cả khách khứa của toàn bộ miền sông nước. Đó tất cả thu nhập tăng lên, em mua xe hơi em đi giao trà sữa. Đúng vậy. Tới nơi bấm chuông, rét tuột kiến xuống, đẩy ly ra. Đây, thông tiền, nhiêu? 15 ngàn. Bỏ vô. Nhẹ nhàng. Học mà một ngày bán 20 ly nha. Bán 20 ly tiền xăng. Trăm mấy. Ừ, sao chưa? Chịu không? Em hỏi lần cuối ha. Hỏi lần cuối nè. Chơi không? Chơi không? Chơi chứ. Đúng hả? Nhưng mà anh có một cái đó đó. Anh Diễn không cười là mất lần về. Chửi, đừng chửi, hứa đi. Bạn cứ quyết định đi ạ. Dạ, thôi giờ sao? Biết sao? Tiếp ha. Em tiếp luôn. Nói bất chấp 1 phút không cười là nói tiếp. Nói bất chấp làm gì làm. Và đi tiếp là... à, em xin đi tiếp. Đi tiếp. Cẩn thận nha. Đồ mà ráng mới được. Hi. Đừng có gồng, đừng có gồng chứ chứ. Đừng gồng hả? Cứ bình thường đi. Bình thường. Hi. Vòng 4 là khám khảo sẽ khó khăn hơn đó nha. Chuẩn bị chưa? Nhanh. Và 60 giây bắt đầu. Đó, tôi té vậy đó. Rồi cái tôi bò vậy nè. Cái tôi thấy con rắn. Tôi sợ quá trời quá đất. Cái tôi ngồi dậy, tôi móc điện thoại ra, tôi gọi cho mẹ tôi. Thật ơi, không chịu bắt máy nữa. Triệu. Trời ơi em ơi, mày duyên lạ, duyên lùng luôn thiệt á. Trời ơi, bây giờ tôi có tiền tôi sắm nhỏ này về nuôi liền thiệt á. Duyên khủng khiếp. Ngày cho hai ly chục. Mà ở đâu mà nó nghĩ ra cái chi tiết? Điện. Điện. Trời điện, ơi điện. Để yên lâu. Để yên lâu. 4 giây. Trời ơi, không chịu bắt máy. Lần đầu tiên trong tất tức trên hài, một kịch bản xài 5 vòng chưa hết. À, ê, nó nghe nè cưng. Dạ. Chơi vòng trăm không? Thôi, sợ quá. À. Nói em nghe nha, Trường Giang là rất ít cười. Mà giờ chạm tới cái dây điên của ta rồi, khó dừng lại lắm em. Bây giờ với ông thừa thắng xông lên, con người hơn thua nhau là đúng thời điểm. Đúng. Trời ơi em ơi, tưởng tượng đi, 100 triệu cả đời em sao kiếm được. Một câu nói 60 triệu, nghĩ đi. Bạn có hai lựa chọn nha. Bây giờ mình đi tiếp là lấy 100 triệu, hoặc là ngừng ở đây để vào gala. Bây giờ nè, bây giờ để anh phân tích lại nè. Dạ, nữa hả? Nữa. Thiệt, thầy phân tích nghiêm túc. Dạ. Hiện tại là 40 triệu. 2 năm trời, nếu bắt là sự ổn định mới kiếm được số tiền lời đó, chưa tính tiền lương hai vợ chồng. Dạ. Là số tiền quá lớn. Mơ ước của một người bình thường không bao giờ kiếm được. Nghiêm túc. Ở dưới miền Tây anh biết, thu nhập đầu người nhiều khi một tháng 700 ngàn. Đúng.
Một tháng nhiều khi 700 ngàn một đầu người, mà chi phí cho 4 người con. Đó, em đang có một số tiền mướt. Nhưng hiện tại em đang được lợi thế là anh với Trấn Thành đang rất là thích và khán giả đây rất là hào hứng. Em làm cái gì cũng cửa chưa? Em bây giờ là ngôi sao đó. Nhưng mà cũng phải nhìn lại cho kỹ, số tiền 40 là số tiền lớn, nhưng cái cơ hội kiếm 100 triệu bây giờ nó lớn hơn cái cơ hội đang có 40. Nãy giờ em xài một cái một, em có nói gì đâu. Nhưng mà cái khúc mắc cười thứ hai em xài luôn rồi đó. Nó nói alo, không bắt máy. Rồi xong rồi, giờ biết gì. À, em biết khúc đó khúc mắc cười luôn hả? Dạ, khúc đó mắc cười. Ghê à, alo. Ghê à. Mà giờ còn gì không? Quan trọng là còn gì không? Em phải biết là vậy nè. Nếu em còn, cái khả năng em kiếm tiền cao lắm. Tại vì em thử, em dùng cái sự suy nghĩ của em đi. Em cho đến giờ phút này là cái người làm cho khán giả trường quay cười rần rần mà cười mỏi miệng nhất tới bây giờ nha. Em là phải nói là sinh vật lạ đó. Kêu nghỉ kìa kìa. Ai? Mình là người chồng trong gia đình. Lên bà hạ lệnh nghỉ à? Mình là chồng, mình muốn gì vợ mà ý kiến. Sao mà tay luôn. Quan trọng bây giờ còn cái gì không? Rồi em nhớ rồi, nãy em diễn tới đâu à? Nghe điện thoại. Không hả? Nghe điện thoại. Hết rồi đó, tới đó cười rồi ông ơi. Sao áp lực ta làm chi vậy? Cứ để bạn quyết định nha. Bây giờ thi tiếp là cơ hội 100 triệu hoặc là gần lại 40 triệu bước vào đêm gala chinh phục 150 triệu. Còn miếng là còn cười, bảo đảm. Cứ còn miếng là còn cười. Tại bây giờ đang trong cái ga cười của anh với anh Trấn Thành. Ngày mai chưa chắc em mới làm anh cười được. Thiệt. Giờ làm sao để em nghĩ. Nhưng mà giờ em không biết em làm cái gì nữa. Anh chỉ em cái thì em làm vui. Anh chỉ em. Anh chỉ em và em làm anh biết trước cho anh cười. Ờ. Còn không bây giờ vậy, anh gửi nè. Em mời vợ em lên đây. Đó, em làm gì làm. Thôi con nó chửi, giỏi lắm. Thì để nó chửi thôi. Sao, em thấy sao? Nè, bây giờ anh chỉ em luôn nè. Em mời vợ em lên, em diễn lễ cảnh hồi xưa em cua vợ em sao. Vậy thôi đó. Em đừng có kể trước nha, đó anh em chỉ cần cua nó thôi là có chuyện làm rồi. Vậy thôi. Lên em. Em không cần nói, nhỏ áo vàng không cần nói. Để nó nói. Lên cưng. Chuyện nào cứ ra duyên cưới. Bây giờ là đây là tụi em sắp sửa trở thành cặp vợ chồng quyền lực nhất Long An. Thấy không? Nguyên một xứ đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhớ tới tụi em. Bây giờ đây, đằng sau lưng người phụ nữ quyền lực cua bả như ngày đầu tiên. Bây giờ vậy em xin đi tiếp. Đi tiếp. Lớn á, trời lớn á. Tập trung nha, thoải mái. Chừng nào sẵn sàng rồi ra dấu hiệu. Tao không cười, tao thiệt thề mày luôn. Không. Cũng đông dễ cười lắm. Bình thường thôi, thả lỏng. Và 60 giây bắt đầu. Đi đó ngồi đi. Ủa mà mới cua không có ngồi chung. Em mới cua không có ngồi chung. Em tôi muốn coi nó diễn dài hơn nên tôi ém lại. Bây giờ nó ém không được. Bây giờ diễn thêm tí đi. Tôi đang muốn coi dài hơn. Coi như có tiền rồi, diễn thêm.
khát nước muốn chết luôn, sao nói nổi. Chưa có cua mà cười rồi cua gì nữa. Nè, vừa diễn vũ, vừa diễn vũ. Em cũng khát. Trời đất ơi, ai mày tới đây sao mà dọn bàn ăn cơm luôn đi. Hai chồng mạnh đứa nào xin được xin hoài. Nước chùa hả? Hết giờ rồi kìa. Thôi giờ em mừng quá, không biết làm gì luôn nữa. Xàm không. Toàn là xàm không. Thôi ngồi hoài vậy đi. Làm lỡ, làm lỡ. Rồi bấm giờ diễn lại từ đầu nha. Ui. Thôi sao diễn ăn rồi mà. Khoan khoan, để anh nghe ban tổ chức thông báo. Ban tổ chức thông báo. Dạ dạ. Ban tổ chức nói là phải diễn hết, còn không là không có trao giải đâu. Thôi trời. Thì bây giờ có diễn đây. Bắt đầu. Hồng ơi, đây là em đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm, anh say, anh mơ, anh mong còn nhớ chi người cô em gái đang ngồi đó. Hai người cười rồi kìa, thôi được rồi. Trời ơi, bá đạo. Trời ơi, nó chịu hết nổi rồi, nó hung nhỏ kìa. Tối giờ có chửi không bà? Hồi ôi giờ nó về nó ôm nó hung rồi coi. Thôi bây giờ nha, bây giờ nè. Tôi tức quá, cười sớm chị không diễn được à. Ta ép là giờ. Ôm hoài vậy. Nhà cũng ôm nó hoài. Bởi vậy bắn ế không chết. Tại ôm bắn ế đúng không? Ôm ta không vô. Ôm ta không vô kìa. À, không ôm chịu nổi. Không ôm chịu nổi. Ôm khách không vô. Ở nhà là em ở nhà em ôm. Đây là trên sóng truyền hình, tất cả mọi người đang nhìn thấy tụi em. Vậy anh cắt khúc đó anh em. Bây giờ nè, bây giờ cho tôi hỏi nè. Hồi xưa vì sao mà hai người gặp nhau và vì sao mà em tán tỉnh bạn gái rồi dính nhau? Đi đám cưới không? Em nói đi chung đám cưới. Cái sao ta? Mà nó phái em cái nên nó... Đang kể. Nó phái em cái xin số điện thoại của một bạn em, xin em cho số điện thoại. Cái em cua mà em cua lộn nhỏ bạn của nó. Xong rồi cái mới biết là nhỏ kia có ghệ rồi, không dám nhắn tin nữa. Rồi sao gặp bả? Thì em đi chơi với thằng kia, cái thằng kia nó nói nhỏ này cũng phái mày lắm á. Cái cho lại số, đúng số của nhỏ này. Tối về nó quýnh nữa, nó chịu nữa. Tố nó đi, tố có vậy. Tiền dễ gì quýnh em. Đó, nghe không? Có tiền dễ gì quýnh. Hai đứa cưng quá tụi em ơi. Tụi em giống như là trời sinh cặp, người ta nói là cá mèo một lứa. Nó làm sao? Nó giỡn chứ. Ghẹo á, ghẹo. Hai đứa dễ thương lắm. Thấy không? Đứa không nói gì trơn, thằng kia nói hết trơn. Đứa kia không có nói, về tối chửi thôi. Cưng quá. Giờ có 100 triệu định làm cái gì? Làm cái gì vậy ta? Em cũng biết. Trả nợ. Nợ ai? Nợ gì? Em mượn nợ thằng bữa đám hỏi nó đó. Không có tiền, cái mượn nợ giờ về trả. Mượn nhiêu? Những 10 triệu mua vàng. Mà mẹ cho miếng bù vô mới bù đủ vàng cưới. Bán trà sữa được nhiêu mà dám mượn 10 triệu mua vàng? Thì mượn vậy á, chứ không biết chừng nào khó trả. Trời ơi, giang hồ gì thế sợ. Chết, đừng nghe đó, nhỏ chửi em chết à. Nhỏ cho mượn nợ á. À, nhỏ mượn nợ chữ. Ê, giờ có tiền rồi dễ giàu gì chữ. Đâu dám giữ mình nữa. Giờ em đại gia rồi. Giờ có 100 triệu bán trà sữa nữa không? Bán chứ anh, trời ơi. Em trông lên, anh cho người ta biết quán. Bán sushi nữa. Ờ quên, có bán sushi nữa. Đẻ ra dễ sợ, mới lấy được điều đẻ ra món em bán. Mai bán bánh lan trứng muối nữa rồi nghe. Không có, cũng có bán nhưng mà cũng ế nè, không giới thiệu. Cũng ế luôn hả? Ế luôn. Sao bán gì cũng ế đâu nha.
có biết đâu. Đó bán ngoài vỉa hè thì ngày cũng kiếm được 200 ngàn. Mà mưa cái trốn vô nhà cái chết luôn. Cưng quá, hai đứa này nó cưng quá trời cưng. Em run quá, trao giải em vô. À, anh nói cho em nè, em là vừa có duyên mà em rất là thông minh nữa. Em thông minh mà em gọi là lau cá luôn mà. Hiện tượng luôn thiệt á. Thiệt á, em à, là nó cưng ghê, nó thương vợ nó lắm. Hai đứa nó đụng cái gì đó nó hửi hửi hoài. Hửi vợ nó. Mà thường hửi là mấy cái con gì? Mấy con người mà tình cảm người ta mới hửi nhau. Ừ, anh nói gì đâu, định chửi vậy đó. Đó, hửi nữa. Không cá gói. Ừ, con cá gái đi. Người ta đem về 100 triệu. Tài giỏi. Không cá gái. Cười đứng vô, cười tới chèo. Tất cả cười không vậy đó. Đó. Đâu ngậm miệng ra được đâu. Hôn nhỏ con gái đi. Mời giải thưởng 100 triệu. Ê! Dạ kính thưa công ty Điền Quân, cảm ơn anh Trấn Thành, anh Trường Giang đã cười em được 100 triệu. Em xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Em hứa sao? Em hứa sau này em không dám. Ủa lộc sao? Để xếp xuống. Em hứa gì vậy? Em hứa sẽ làm quán trà sữa sao đó, đổi tên gì đó đổi. Em sẽ là thôi hot boy. Em sẽ là hot boy trà sữa. Em sẽ bán được trà sữa nhiều hơn. Ok. Và thí sinh tiếp theo. Trời ơi nào có phòng ba, chỉ một mình ta mà chống đỡ tới hai người. Chị xin chào em nhà Trường Giang. Hơ Ri Thành ơi, chị cũng chào em. Kết ra cho giống cầu xin. Chào Tiến Lực. Dạ. Cùng tất cả trong phim Trường Sao Hồng vỗ tay. Đại khuyên kích tinh thần, bây giờ mới bắt đầu thi, bấm chuông đi. Bấm chuông kìa. Chị có 60 giây vô chị. Ôi trời. Chuẩn bị. Bấm chuông rồi. Rồi, chị chuẩn bị xong đi, bấm lại. Chị chuẩn bị xong đi đã. Bấm. Em bấm nãy giờ mười mấy giây rồi. Ủa chị đó. Ơi. Trời ơi. Có lại cái đi. Chuẩn bị lại. Chị khoan, chị bình tĩnh. Chị đứng ở đó đi. À. Làm lại chứ chị không có thời gian nhiều. Không có thời gian. Xong chưa Lực? Chưa. Rồi. Chưa xong. Chị hỏi chị xong chưa mới đúng á. Rồi. Chị xong chưa? Rồi. Rồi, 60 giây của chị bắt đầu. Thành, sao đám giỗ hôm nay em không về? Mày biết đám giỗ má năm nào mày cũng về. Dạ. Bữa nay mày dặn 50 lít bia, cái viên kết bia mà mày không về. Mày để Harry-Won nó về. Nó quất cho tao một thùng rượu. Dạ. Nè, mày thấy không? Xin lỗi mày chị. Mày về mày trả tiền rượu đi. Rồi mày buồn tao vậy? Đâu có buồn gì nữa. Tao nói mày nghe, ở quê tắm xong thì nó bình thường vậy. Đúng. Mày leo tuốt cây mày u mày nhảy xuống cho nó lách cái quần cái mày giận tao năm nay mày không về à. Bây giờ vậy nè, mày uống miếng cho tao đi thì mày hết giận tao. Còn mày không uống thì mày giận tao thiệt á. Nè, đi thăm cái mày xuống mà úp chào mày quất 10 lít rượu. Động trời không? Đó. Mỗi lần á mày dặn bia là được rồi. Bữa nay mày đem rượu chứ nhà. Quá thông minh.
gài có duyên quá. Cô trở lại chỗ cũ đi cô. Cô gài có duyên quá. Chúc mừng cô vừa có 2 triệu. Quá mày đừng có chữ Hariro nó khùng nữa nha. Mày thương nó có biết đâu. Nó về nó mét tao nó chị coi. À mình hết thi rồi. Ông cứ ông chữ ông khùng hoài. Để dành lát thi nữa. Cô vừa có 2 triệu. Cô có muốn thi nữa không? Cái đó là thi rượu. Nữa. Cái đó là rượu thiệt đó mấy bạn. Hồi nãy tôi ngu tôi quất vô là chết tôi rồi. Rượu thiệt đó. Nhưng mà cô gài có duyên lắm, hiểu không? Tại vì cái thế cô đưa cho nó là bây giờ mày nào không giận tao thì mày quất với tao ly này. Đúng không? Tại vì đúng tâm lý là cái người đó là phải uống để không giận cô. Rồi. Mừng quá lực. Thôi. Sao hôm nay mày xuất hiện? Dạ. Bây giờ... Quá tuổi lên ăn bánh xèo mày không theo mày lên. Dạ chị ơi, cô ơi bây giờ cô có thi nữa không cô? Ừ, giống bà nó ghê luôn. Cô biết ba luật luôn hả cô? Ừ. Đậu giống y anh hai tao. Biết là biết ba luật luôn. Ừ. Thôi bấm đi. Làm luôn. Bấm luôn nha. Rồi. Dạ rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Micro đầu máy rồi. Đâu rồi? Dàn ekip đâu mất tiêu rồi. Rồi chuẩn bị rồi phải không? Alo. Kính thưa đồng bào. Sau lưng là đồng ruộng. Và trong túi tôi đồng tiền. Hôm nay nó cũng như ngày hôm qua. Mặt dầu cũng như mặt mỡ. Dù răng cũng như dù sọc mà dù nào cũng giải tác xã bán ra. Hôm nay bà con đến đây hợp tác xã của mình để nhận giống lãnh thưởng. Giống của mình năm nay rất là tốt. Nếp hôm mình hôm nay rất là ngon. Tôi có nấu thử đêm hôm rồi. Nó dẻo đến nỗi mình nó dính trên chắc luôn. Chó thấy vậy bay lên dính chó trên luôn. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Cô vừa có 10 triệu đồng. Ở đâu ra cái loại nếp mà dục lên tường dính tường rồi con chó thích ăn phóng vào dính con chó. Con gà quên đi, quên con gà mổ dính gà trển rớt không được, nếp nó dẻo quá. Con chó vui hơn. Rồi con chó nó mới bay lên táp gà dính chó trển luôn. Quên. Duyên, không cái đó duyên. Cái đó vui thật, cái đó vui. Cái đó vui. Cái đó là trường Giang cười liền luôn á. Đó là cười á. Nhưng mà cô được một cái rất hay mà nhiều thí sinh tham gia chương trình không có, tức là cô nói xong một câu, cô không việc gì phải vội vàng và tất cả người đều phải chờ đợi cô nói câu thứ hai. Và quan trọng là cô biết cách sử dụng cái từ cái âm sắc của cái từ miền Nam. Giống như năm là cô nói là năm nào mới đi rồi nhất định năm nay lấy lợi những gì đã mất, hay là đã mất lợi những gì đã có. Rồi bây giờ là mình đang ở vòng thứ hai, là mình mang về được 10 triệu tiền thưởng. Bây giờ mình có đi tiếp nữa hay là không? Mừng lắm rồi. Đi về bán chè, nấu chè, bán cũng mời bữa nay nghỉ mà. Chưa phải bán xôi hả? Nó mời quá, bán chè. Chưa phải bán xôi dính chó trên hả? cô thông minh lắm, cô nghĩ ra cái ý thông minh lắm. Mặt dầu với lại mặt mỡ đó. Rồi dù rằn với dù sọc đó. Rằn ri rồi sọc rồi đó. Rồi đó. Bây giờ tiếp đi thiệt. Đang vui lắm, dễ cười lắm. Tiếp đi, 10 triệu. Mà có không? Cô còn chuẩn bị gì nữa không? Còn chứ, dễ còn gì không? Còn nhiều mà không dám. Bây giờ nó có hai phương án. Một là lấy tiền xong diễn tặng một cái cho chương trình cho mọi người vui. Hai là cảm thấy vui chơi tiếp, tại vì bây giờ còn 20 triệu, 40 triệu còn chưa trao cho ai hết. Thiệt quá đang, trời đang, tiền đang thèm trao giải lắm. Asanzo quá trời rót, quá trời vô đây mỏng diễn luôn. Ừ, tao ghiền mày quá là cơ. Cái gì vậy sao tự nhiên? Cái gì mà chia sẻ tình cảm riêng vậy? Còn hai đứa này cô có ghiền không? Tao coi nói với con Trang, như Trang quên rồi, tao ghiền quá rồi. Trang quên rồi hả? Ghiền luôn thôi. Hai đứa nó cứ nói Trang biết rồi, nó tụi cưng ghê luôn, bữa nay tao gặp ông hai đứa này như không khí vậy. Trời ơi, hai đứa bay tao coi với tao khùng mà Giang ở ngoài đẹp hơn ở trong TV nữa. Trời ơi, tao khùng. Mà đứa này sao? Đứa biết sao không? Đứa này sao? Coi, đứa này. Tao bán chè mà lát nhát nhìn điên rồi đó.
Chắc Thành với Hai Quan hỏi chắc Hai Quan cứ nói anh cứ anh chửi em khùng hoài hả, ngồi tới giám giám khảo. Còn anh mày nói con mắt của mày á, người ta mắt người ta là cửa sổ tâm hồn, còn em của bà mắt của Thành nó là cửa cái của tâm hồn. Cửa cái luôn. Ờ ý là nói mày làm chương trình gì mày cũng ngồi mày khóc trước hơn người ta. Ông mê mày lắm luôn. Bên nào? Ông nào? Ông anh rể mày quên rồi hả? Mày biểu tao thì lấy ổng, em nói chị lấy ổng đi. Tuy rằng cái dễ bể là hồi đó là tôi xúi bà lấy chồng bà đó. À, mày biểu tao lấy ổng rồi giờ mày nói bà ông nào? Lỗi chị, lỗi chị em quên, lỗi chị. Dạ, xin lỗi. Phải không? Họ Quỳnh mình đọc á, người nào cũng thông minh hơn. Dạ, tôi nói, ủa chị Hồ Quỳnh luôn hả? Quỳnh Thị Kim Dung. Chị của Quỳnh đó nha. Dạ, giờ có thi nữa không? Có gì? Nấu dốc miết rồi nghe. Nãy giờ là chưa có vô vấn đề chánh, nó có thi nữa không? Có, nãy nó thi rồi. Thấy không? Thi luôn. Thi luôn không? Được à. Tụi em là coi như là rất là nghe, tụi con là rất là quý cô rồi đó nghe, đang là mê lắm rồi đó nha. Em mà sao kêu bằng cố, em trai là người Thị Kim Dung. Nói chuyện kỳ nó lộn. Chế. Em là coi như là mê chế lắm rồi đó nha. Nãy giờ là dành trọn thương yêu rồi đó. Nãy giờ thấy chế thanh xuân lắm rồi đó nha. Nhờ hai đứa luôn, tao nói bán trẻ lẩm bẩm như con điên. Nhờ vậy mà trẻ nó đỡ bệnh đó. Không thiệt á chứ, vui vui đỡ bệnh. Hay lắm, lúc nào ông láp nháp riết gì. Dạ, kệ đi sao đâu, tối về đừng nói ông nghe là được rồi. Để ông ngủ, thấy không, tội nghiệp, người ta đi làm. Mà tiết luật dễ thương ha, cưng. Cưng á. Mê là mê tiết luật phải không? Trời ơi, tiết luật này thôi khỏi nói mày với anh Trang thôi, mày mà chết. Có bao giờ, nãy giờ tiết luật đứng dưới chắc mà đè mà quýnh quá thiệt á. Rồi bây giờ sao? Cao quá tự nhiên nó không có gần nữa chứ. Dạ, giống y anh hai tao à. Đậu giống y anh hai hay mày mình ha. Bớt mình. Mình bớt bàn gì ai chơi được đi. Vô. Rồi, 60 giây bắt đầu. Con mà cười được cho cô có tiền là con cười nãy giờ 80-90 lần rồi đó. Dạ rồi, mời cô. Tay ông bỗng nhiên bưng ly rượu rưng rưng tan vỡ trên bàn. Vừa xúc động nỗi niềm điên mà ông vừa... Alo? Gì vậy? Quá tự nhiên, quá tự nhiên. Rất là tự nhiên. Chịu, chịu. 20 triệu. Chân thật. Quá là tự nhiên. Chịu, đúng không Thuật? Quá chân tự nhiên. Thật dễ thương. Thế quá tà, chịu nổi. Tà ca giống Trang không? Mà không, tao chịu nó ca mà tối nào tao cũng bắt tới 10 giờ tao ngáp lên ngáp xuống. Bà Trang bà ca dở nhất cái Việt Nam này đó. Thật Trang đó. Là không nghe dở. Sao bạn không nghe sao? Bắt tới 10 giờ đêm nghe hát ngáp lên ngáp xuống là đi ngủ đó. Trời ơi, vợ tôi đưa cô vào giấc ngủ mà bạn. Đưa mà có ngủ được đâu, lo dòm nó ghét cái mỏ của nó. Thật ơi, cái gì? Chết với cái mỏ của nó. Quá, Trang ra tự nhiên alo. Chết với bà luôn á. Đà giấc mộng đêm à, alo hả? Dễ thương, quá dễ thương. Cưng quá cưng luôn, thiệt á. Rồi được. Giờ sao nè? Bây giờ nha. Có 20 triệu rồi nè. Có bán nhiêu ly chè? Bán bữa 50-60 ly rồi con. Giá tiền bao nhiêu một ly cô? 10.000 ly, bán ở cổng B Đông Nam ở huyện Củ Chi. 10.000 một ly. 60 ly là 600.000. Chà, 600.000 là cũng nhiều quá chứ. 600. 600 là lời hết 400 rồi. Mà à, đúng không? Mà 20 triệu rồi. 20 triệu rồi nha. Cả tháng á, một tháng chè. Hơn. Hơn một tháng chè. Hơn tháng chè. Không quan trọng. Không quan trọng thấy chưa? Không quan trọng. Quan trọng là quan trọng là xuống đây nè, gặp hết tất cả luôn mà nay có tiếng lực nữa, trời ơi, đã. Coi như là kiểu gì cũng về tiếng lực là verdict đêm nay. Đang tập cái bài Ngô Kiến Huy, cái tự nhiên cái xuống cái nghe tiếng lực rồi rap vô luôn. Ở vô cũng, luôn à? Mà cũng vô luôn đó chứ. Khoan, bây giờ Huy với là lực ai ngon hơn? Trời đất ơi, đứa nào đẹp hơn? Đứa nào đẹp trai hết rồi. Cái gì? Đứa nào đẹp hết. Nói cái gì kia? Đứa nào cũng đẹp hết. Xúc mày nắm tay tao cái coi. Thì em cái gì đâu mà trời đất ơi. Cái gì tiếng luật mà cũng được xếp vô hàng đẹp trai đó.
Tao nói cái đầu nó giống anh hai tao. Anh hai cô đẹp lắm, con biết. Con biết anh hai cô đẹp lắm luôn á. Dạ. Thôi bây giờ con dừng lại, con kể Trường Quay nghe em câu chuyện. Tôi với Tiến Luật với Thu Trang thì quá thân rồi, không biết chứ tôi qua bên kia. Tôi nghe mẹ của Luật nói chuyện với Luật là tôi mới hiểu tại sao là Tiến Luật lại tự tin đến như vậy. Mà mẹ bà nói, ví dụ Luật đây nè, Luật sao mẹ không đi làm ca sĩ Luật? Mẹ thấy con đẹp quá trời đẹp luôn á Luật. Trời ơi trời, tôi hoang mang, tôi nói trời ơi, có phụ huynh, có mẹ với lại có cô như thế này, khỏi dung túng hỏi sao ông Luật mà không tự tin được. Cái là thâm can, tôi mê nó quá. Không quan tâm, không quan tâm. Chưa bao giờ cuộc đời tôi thấy tôi cùi hủi, hất hủi một cách như người ở gia đình. Đó là Thanh Trang nha Tâm. Dạ. Dễ gì gặp nó. Dạ. Cũng không quan tâm luôn. Đêm nay là đêm của tôi. Bạn phải thông cảm, đêm nay là đêm của tôi. Đúng không? Đúng không? Đúng. Ok, đúng không? Đúng. Thì đó là của bạn đó. Ok, đúng. Ở đây có 20 triệu nha cô. Thôi đứng lại, xuống tao bắt tay nó một cái rồi, mơ quá. Con à. Đứng lại tao xuống tao bắt tay nó một cái. Ráng dưỡng, mày mày ốm lắm. Ốm hả? Ừ. Thôi mập xấu. Không phải, nó đẹp. Hả? Ốm mới ta đâu có giống chân chim liền. À. Tiền Giang. Chứ bụng mập không có hả? Ừ. Vậy hai đứa về. Ăn ngưng rồi. Hả? Ngưng nghỉ. Ngưng gì? Nghe nè, bây giờ lát mình ra quán cà phê mình bàn chuyện này đi. Còn giờ mình đi. Thì đi, đợi đó lỡ cái đó. Lạnh dữ hả? Lạnh chứ, nãy giờ bị hất hủi quá. Hất hủi. Coi như đứa ở trong gia đình. Thương. Tài đẹp trai ghê luôn. Không quan tâm. Trời ơi, trời, Trường Giang với Tiến Luật đẹp trai ghê luôn. Đừng lắm. Không có. Có không? Có quan tâm người ta. Quan tâm chứ. Giờ đi không? Không, nghỉ. Nghỉ. Ông mơ giờ đẹp ghê. Bỏ ổng nhà mơ giờ á. À, bỏ ổng nhà mơ giờ hả? Sớm mai giờ đi xuống đây bỏ ổng nhà mình hả? Thôi lấy chục triệu về đắp cho ổng đi, ổng vui liền á. Vậy quá. Lấy tờ vé nhẹ về cả sớm ai cũng mừng hết luôn. Mừng chứ, không 20 triệu dừng. Bây giờ vậy nè. Không, đúng là mấy đứa dặn nghe mẹ ơi, mẹ đừng thi nữa, nó rớt cái gì. Bây giờ vậy nè, giờ lấy 20 triệu đi, coi như là dặn túi ha, cho nó an toàn. Xong diễn tặng thêm cái nữa. Được không? Hợp lý á. Hợp lý á. Khoan để hỏi ký Tiến Luật đã. Luật sao Luật? Hỏi cái Tiến Luật đi, Tiến Luật chịu không đã? Hỏi Luật đi. Hỏi Luật tư vấn cô đi. Cô thứ mấy cô? Cô thứ tư. Cô thứ tư hả? Thôi kêu chị đi, mà kêu cô già chứ. Chị đi. Người ta là chị chứ thành mà kêu cô. Bữa đóng phim chung mày mà kêu chị mà sao giờ kêu cô? Dạ chị bốn. À, giờ vậy nè chị. Chị bốn chị lấy 20 triệu chị bỏ túi trước. Xong rồi chị diễn phục vụ cho hai thằng bạn xấu quắc của con nó coi. Hả? Nhưng là coi cái diễn cái này bây giờ là có cười không cười thì cũng bây có giờ tiền. Vậy nè. À, thay vì bây giờ chị có duyên quá thì bây giờ á chị có vào được vòng năm hay không chăng nữa thì Trấn Thành với Trường Giang cũng cố gắng đề xuất với ban tổ chức là đưa chị vào vòng gala để quay trở lại. Có nghĩa là phải nghỉ bán chèm một ngày là lên đây quay tiếp đó. Nhưng mà cái vấn đề là mình có vào vòng gala hay không á, là bây giờ mình diễn thêm một vòng nữa mình được 40 triệu, đường đường chính chính bước vô hiên giá trị nằm ở chỗ đó. Và mình thấy lấy thêm được 20 triệu là gấp đôi là 40 triệu. Bây giờ là mọi người quá thiện cảm, duyên dáng quá trời. Mà rồi. Thua là mất đó nghe. Đó. Chị suy nghĩ kỹ nghe chị. Mày hiểu tao luôn á. Bao nhiêu ly chè đúng không? Đúng rồi, một tháng bán chè đó, một ngày bán có 60 ly à. Bán được có nhiêu tiền đâu, hiểu không? Rồi tới cuối tháng rồi mất 20 triệu là mất nhiều lắm á chị Bảy. Ê chị Tư. Đừng nghe lời, hai đứa nó xấu, nó xấu tính, nó xúi vậy đó. Tôi đẹp mà, tôi khuyên chị đúng. Bây giờ làm sao là quyền quyết định là ở chị Tư đó. Không, căng chứ, 40 triệu căng à. Đi đi. Một là có 20 triệu. Thi tiếp. Chị Tư tôi là người của công chúng nè. Công chúng muốn thi tiếp là chị Tư tôi thi tiếp. À lên bấm này. Dễ thương.
Nè, ráng làm cái gì vui cũng được, nói thiệt á. Quá duyên rồi, đang cảm tình quá trời rồi đó. Quá cảm tình, nè. Rồi, dễ thương quá. Xong chưa chị Tư ơi? Giờ mình là người một nhà rồi nghe chị đừng ngại gì hết. 60 giây của chị Tư tôi bắt đầu. Alo. Ừ. Thì mẹ vẫn nói y như nãy thì con cứ gắng học đi. Người ta đọc chữ đàng hoàng. Nè, thì con buôn bán, biết là con buôn bán. Nhưng mà con đọc kỹ lại đi, người ta phải nói. Đi thi cũng vậy, cũng phải cho tròn, dành rõ chữ. Ừ, cá chép. Ừ, để bảng giá đàng hoàng bao nhiêu ký. Cá bóp. Cá chim. Ừ, mày để vậy là người ta đọc có chữ, người ta bỏ cái chữ cá là nó trật lắm. Ừ, cá hồi. Cá đuối đâu, con ráp lại coi. Chép, bóp, à quên, cá lộn, cá chép, cá bóp, cá chim, cá hầu, cá đuối. Mày đọc kỳ cổ quá, đọc đàng hoàng. Ờ, cá là cá, đọc là đàng hoàng. Còn bán chanh cũng vậy nữa. Chanh tươi mới hái, ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng. Tự nhiên mày rao chanh Bến Tre, nước chảy re re, chanh cái bè. Bốn mươi triệu cho chị Tư thôi. Rung quá Hành ơi. Cái gì đâu mà rung trời. Thôi chưa, tôi nói là thắng là thắng mừng. Ê, ra đây cái gì đâu mà rung trời. Chưa đâu mà dễ thương quá. Mà đúng luôn á nha, đúng luôn á nha. Dễ thương quá trời, dễ thương. Xuất sắc. Bây giờ đã có 40 triệu này nữa không? 100 triệu. Một năm bán chè. Một năm bán chè đó chị Tư ơi. 100 triệu. Bây giờ là sao? Bây giờ bán đó. Thôi. 5 triệu. Nói nó thôi. Bây giờ là đã có 40 rồi. Chơi nó. Biết Hành biết Phạm. Chơi. Người xấu không bao giờ mà lấy chồng đẹp trai. Biết thân biết phận. Không, 100 triệu đâu dính tới xấu đẹp đâu. Ừ, thì biết rồi. Thì bảo toàn số điểm không bị chia đôi. Ý là cô nói là như là mình biết mình ở đâu, không có bối quá cao đúng không? Nãy là đã không tụ máu, có gì huyết áp láo chết liền. Như đó thôi là lấy tiền rồi, thấy không? Như đó thôi. Bây giờ nè, từ đầu chương trình đến giờ, đây là cái người phụ nữ quá đáng yêu, quá dễ thương, chân thật, mộc mạc, chất phác. Bây giờ 40 triệu đã có trong tay Trường Giang, chào mời tiếp đi. Chào hàng tiếp. Ok, đây. Có ai muốn nhận cái đấy không? Ừ. Cái nghe này Giang, cái mặt cũng có sexy lắm, đừng làm gì thấy ghê lắm. Ừ, à, đúng rồi. Dạ. Có ai có muốn nhận cái đấy không? Thua làm sao? Cái gì? Thua. Không có thua đâu. Ở đây thật. Tiền. Hiện nay 3.850 khán giả hiện nay đang coi như là mê mẩn với sắc đẹp này. Cái thứ hai, bùa hộ mệnh tiến luật nằm đây. Nghe không? Người yêu tiến luật nằm đây. Hai cái người bên dưới bây giờ quá yêu thương rồi. Bây giờ làm cái gì cũng có duyên, là làm cái cười liền, đơn giản. Trời đi, Tư Chè ơi. 100 triệu là 3 năm bán chè. Cái gì? Hơn nhiều. Rồi bây giờ thử nha. Chơi đi. Chơi chơi nha. Cô ơi, bây giờ có thi 100 triệu hay không? Bắt đầu. Con ơi, mẹ nói cho con nghe, điện thoại hoài nó tốn tiền lắm. Bây giờ á, con lo làm ăn đi, mình kiếm ít tiền á thì mình dùng sức. Còn mình kiếm nhiều tiền như cậu mày á thì dùng cái số, ta nhờ cái số người ta mới giàu. Còn buôn bán con nói chuyện cho nó đàng hoàng.
nói chuyện phải lễ phép, cũng như bây giờ á, con bán thịt bò, con mời người ta chị mua thịt bò chị, người ta mới về đi ngang biểu bò chị cũng ế quá rồi con khùng, bò chị bán thịt bò người ta đi ngang bò chị, còn sầu riêng á thôi, tới sầu riêng người ta ngon người chết à, chị em khui ra cho chị ngửi nó thơm lắm, chị em banh ra cho chị hửi cái sầu riêng nó thơm lắm. Lực ơi, 100 triệu cho chị Tư bán chè. Bây giờ em nói thật là chị là có một cái ưu điểm á, là cái tự nhiên á, thấy thương bảo quá. Thật sự á, những cái câu đó nó không có dịp nếu một người đó đọc nó không có gì mắc cười hết chưa. Nhưng mà do cái tự nhiên ở trong hài nó có hai cái, một là tự nhiên, thiệt là tự nhiên, hai là kỹ thuật, thiệt là kỹ thuật. Còn chị là quá tự nhiên chứ còn những cái câu đó so với một người bình thường khác thì nói không gì cười hết trơn. Tại vì bản thân là chị đã có duyên rồi. Và cái thứ hai là cái sự chân thật của chị, cái chân thật đó làm cho mọi người đều tin. Và quan trọng là cái sự chân thật đó người ta không có đề phòng. Còn chị nói chị gì ra người ta ngồi ta đón nhận nữa thôi chứ không đề phòng gì hết. Bây giờ chị đang có trong tay 100 triệu, chơi nữa không? Chơi đại đi. Nữa đi. Chơi tiếp vòng 6 đi chị Tư, vòng 6 là không có tiền. Đó, thua thì mất tiền mà chơi thắng thì không 6, có tiền. Thắng tặng tiếng luật, chịu không? Chị thắng vòng 6 em về nhà chị ở một năm luôn. Cưng quá cưng luôn thiệt á. Thôi chị về được rồi. Bỏ ông nhà tội nghiệp lắm. Chị, kỳ này chị về Củ Chi sẽ đình đám. Đình đám bà chè 100 triệu, bà chè 100 triệu. Bà, người ta bu, người ta ăn chè bà thôi. Không ăn chè Củ Chi nữa. Ăn xong người ta nói có 100 triệu rồi, trả tiền chi nữa. Nói chuyện thấy ghét rồi. Ghét rồi. Phá tiệm chè ta. Ở ngoài đẹp trai hơn trong truyền hình á. À, ở ngoài đẹp trai. Ở ngoài tiếng lực đẹp trai không? Mày thì khỏi nói rồi. Mày khỏi nói rồi. Bây giờ chị có thích tiếng luật không? Hết, trời ơi, không phải là hết, nhưng mà thương nó với Thu Trang. Thương y như em Út vậy đó. Thì bây giờ tiếng luật mở thích bò, thích lẩu. Chị mở thích chè đi. Ừ, nếu làm cái quán tên thích chè. Có đi Củ Chi về ghé chạy ngang không bê. Ghé ăn chè thôi. Dạ. Cái gì nữa, có chở anh ta ăn ghé. Dạ. Em sẽ ghé quán chè của chị. Cổng bê Đông Nam. Cổng bê Đông Nam. Em ơi, cất cái bản gì mà anh đi với đứa. Hai đứa mày chủ nhật về ăn bánh xèo. Dạ, xèo cái ta lấy ghe ta chở hôm nay hả bức sen chơi, bên đó vui lắm. Vui không? Vui. Mà bây giờ mình có lấy không? Lấy mừng chứ. Lấy phải lên là trao cho chị Tư đu đàng hoàng chứ. Chị lấy phải không? Không, thì dầm nó đi, thiệt luôn á. Dầm nó. Thôi. Dầm nó đi. Bây giờ được hay không có đường trăm rồi. Cái này là lên tới sân thượng rồi chị. Dòng nữa là chỉ có một là nhảy xuống thôi chứ. Nhưng mà ông xã nhà làm nghề gì? Có làm gì đâu. Nhà bật tivi coi đợi chị đem 100 triệu về hả? Ổng thương binh. Dạ. Ổng thương binh. Ờ. Ổng có anh chân à. Thấy thương quá à. Mày nói là chị ơi, ở đời chị phải biết ổng là cái chén mẻ ăn thua chị Trang tí đồ ăn là cái món ăn nó sẽ sinh động đúng y luôn. Nghe lời mày á. Em á hả? Mà em đóng góp gì trong chuyện đó? Mà tao nói cái gì mày nói ổng cũng nghe được, tao nói nó nói vậy á. À. Gia đình nào mày cũng nói ăn thua cái hạnh phúc gia đình là tốt. Chị bây giờ đạt được rồi, rất là hạnh phúc. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Bởi vậy người ta nói cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Ổng nói mày cặp mắt là cửa cái của tâm hồn. Thì đó. Mày thấy không? Cái này kể rồi. Ừ. Nói nghe nè, em nói thiệt á, là đã qua rất là nhiều mùa của Thách Thức Danh Hài. Thì hôm nay em gặp chị lại thì nó cũng giống như cái hiện tượng của chị Dần. Cái năm đó là mọi người cười vì cái sự tự nhiên của chính cái nhân vật ở trên đó. Nó rất là dễ thương và nó thật thà. Tất cả mọi cái nó đến từ sự thật thà và cái sự duyên dáng của mình. Và em biết nói gì hơn là cảm ơn chị đã xuất hiện cho Thách Thức Danh Hài. Có được một cái thí sinh quá chất lượng như vậy. Và quan trọng hơn hết nữa là chúc cho cuộc sống của chị với lại ông xã thiệt là vui, thiệt hạnh phúc. Chị cảm ơn mấy với em cái số tiền này.
Và chắc là bây giờ mình đường đường chính chính bước vào gala của chương trình đúng không? Đường đường chính chính bước vào gala chương trình. 100 triệu là đi đem về để dành chứ không phải là đưa cho Tiến Lực đâu nha. Đừng lén lén cái thương rồi cái không. Ngắt miếng cho à. Thương thì thương chứ tiền này là để dành để mở quán chè bự hơn hả chị Tư? Nha. Bây giờ tặng ha. Tặng chứ. Rồi. Một trăm triệu. Vô miếng chị. Đây. Thân thiện. Dạ. Làm cho tâm ca say mai. Nhưng cơ rồi bạn sẽ là người giành phần thắng. Em Thi Hài mà em dịu dàng quá. Em tên gì và đến từ đâu? Dạ em tên Hồ Thúy An, em đến từ Vĩnh Long. Hiện em là giáo viên của trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn ở Vĩnh Long. Trời ơi thấy chưa, cô giáo nè, cô giáo em á người thinh thinh. Có bao nhiêu tuổi rồi? Dạ nói chung em cũng băm được 3 nhát vô cuộc đời mình rồi. Băm 3 nhát? Là băm 3 hả? Dạ. Ồ vậy là trẻ lắm. À em dạy học sinh lớp mấy? Dạ em dạy lớp 6. Lớp 6 ha. Vì sao mà đến với một cuộc thi hài? Dạ thì nó cũng có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất đó là thời sinh viên thì em cũng có đi tập với mấy bạn, rồi cũng học hỏi được mấy bạn ở trong trường thôi. Rồi cái thứ hai nữa khi ra giải thì lâu lâu mình cũng nói một vài câu mà học trò nó cười, thành ra mình nghĩ là mình cũng có thể chọc người khác cười được. Thi là được rồi, thi liền. Và chúng ta sẽ đến với phần dự thi của bạn Thủy An. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Các trò cho cô biết thầy âm nhạc nãy đi đâu rồi. Chúng mày trả lời hết trơn dạ. Em á, em Hương á, em 6 tuổi đúng không? Em đứng dậy em trả lời cho cô, nãy em thầy cũng làm gì mà em dạ, khóc. Dạ. Thôi em ngồi xuống đi dạ. Cô nói luôn cho. Chúc mừng. Chúc mừng bạn. Trời ơi, bắt tay bạn cái. Nè, 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 nè. Nói cho bạn biết là tôi đợi cái điều này từ bao nhiêu lâu nay. Không phải là sỉ nhục mà chị tôi đâu. Tại vì cái chuyện đó ai cũng làm rồi. Thường quá cái chuyện mà bị sỉ nhục mà thường. Tại vì sao? Tôi lên đây cho bắt tay bạn. Là vì từ trước đến giờ chúng ta thấy rằng là hài, một là độc thoại, hai là diễn chung, ba là kết hợp. Chưa bao giờ có cái hài nào gọi là hài tương tác trực tiếp. Bạn làm điều đó. Bạn tương tác ngay với giám khảo và gọi tương tác trực tiếp. Và bạn làm chúng tôi phải diễn theo bạn. Em đứng dậy em trả lời cho cô, nãy em thầy cũng làm gì mà em khóc. Dạ. Thôi em ngồi xuống đi, cô nói luôn cho. Mà bạn có biết không, nếu mà bạn đem tiết mục này ra ngoài sân khấu á, diễn viên rất là sợ là tương tác với lại khách. Khách đi coi họ đâu có cần đâu, tôi bỏ tiền vô tôi coi tiết mục của bạn, tôi đâu có cần tương tác. Nhưng mà để sợ cái chị trả lời như thế nào có đúng không, thì cái thông minh á là chưa kịp trả lời cho ngồi xuống đi để khóa miệng luôn. Đó là quan trọng nhất, cái vụ khán giả có người khán giả sẽ nói tầm bậy để cho chọc quê em. Nếu mà đây là cái sân khấu thiệt cho em diễn và đây là cũng kinh nghiệm cho các bạn luôn, thì đây là một cái sự thông minh của em, lập tức trả chị là vậy chị cứ cũ ngồi xuống đi để trả lời cho. Em thông minh, em có 2 triệu đồng. Đồng ý. Bạn đã vượt qua vòng thi đầu tiên 2 triệu đồng. Nhưng mà bây giờ thì bạn có đủ tự tin và can đảm đi tiếp đến vòng thi thứ hai hay không? Dạ, dạ em xin phép được thi tiếp ạ. Hay quá em ơi. Sẵn sàng chưa nào? Dạ xin bắt đầu ạ. 60 giây bắt đầu. Tôi nói mấy em cười cái gì, em á, em Thành á, em mới có 6 tuổi rưỡi thôi, em làm như em lớn hơn người ta vậy, em dòm tụi em cười sỉ nhục người ta. Một lần nữa, hai vị giám khảo của chúng ta đã cười với phần trình diễn của Thúy An. Bạn mang về cho mình 10 triệu đồng. Chị đến rồi. Em đã trả lại cái nỗi nhục đó cho chị. Trời ơi, tưởng ngon hả? Lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục mà tôi vui vậy. Dạ, em đã có 10 triệu đồng, bây giờ tính sao đây? Nè, cái này là một sự thông minh. Anh nói gì? Anh nghĩ rằng là ngoài cái chuẩn bị của em ra thì nó phải có cái chuyện xảy ra thì em mới tiếp tục nhớ được. Và cái quan trọng của em là em nắm bắt được cái gì đang xảy ra để em chọc vô đúng cái chỗ đó. Không, tôi không biết, bây giờ bạn có 10 triệu là bạn trả lời tôi đi, tôi đang nóng quá, bây giờ làm sao bây giờ? Hey, 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 hey.
có muốn đi tiếp không? Quý em quyết định đi tiếp. Chấp chọc luôn giờ, nhịn nè. Hai câu chuyện vừa rồi đều là cái câu chuyện xảy ra trong lớp học, đúng với cái ngành nghề mà Thúy An đang làm. Không biết rằng liệu cái câu chuyện thứ ba này có tiếp tục xảy ra trong cái bối cảnh lớp học của chúng ta hay không. Và chúng ta cùng theo dõi nha. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Giờ sao? Giờ em đoàn kết nhau chống đối tôi cái gì, phải không? Chị Miên ơi, chị Miên ơi, công nhận cái này là tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn ấy chưa hề chuẩn bị trước. Cái này là một cái sự thích ứng ngẫu nhiên. Hai con kiếm. Hai có 20 triệu đồng. Bạn ơi, bây giờ tôi làm gì để bạn đừng có nhìn gì tụi tôi nữa. Tiếp tiền rồi, bây giờ bạn làm gì đây? Không kết hợp nữa, để làm tập rồi. Bây giờ sao? Hay là giờ chị nấp cái này loạn lắm lên thôi. Giờ sao bây giờ? Dạ, chị làm sao thì nó cũng lấp la lấp lắm nè. Bây giờ dạ. Nè, chơi tiếp đi. Bây giờ thì xin mời Thúy An hãy cho biết ý kiến của mình. Hoặc là bạn có người thân nào đi theo cổ vũ cho bạn hay không, bạn có thể hỏi ý kiến. Ai? Người nào có quyền lực bận áo trắng vô cái tay lên mà gật một cái rột liền. Ai vậy? Dạ, người đàn ông hiền từ. Thôi nãy trước đó có người đàn bà đọc bác. Đúng vậy. Đàn ông hiện từ biết ai luôn rồi, em trai phải không? Hay dạ gì? Không, dạ chú. Chú hả? Dạ chú của con cháu em. Ủa vậy thiệt hả? Cháu. Chú phải chồng hả? Bây giờ thì bạn đã có 20 triệu đồng. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định xem có đi tiếp hay không. Nếu đi tiếp, bạn có cơ hội 40 triệu đồng đó. Dạ em thì tiếp. Thì tiếp. Thúy An ơi, Thúy An ơi, cho đại nghi hỏi thêm một câu nữa. Bây giờ cái câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra trong lớp học đúng không? Dạ. Rồi, hai học trò kia cẩn thận nha. Bây giờ hai học trò kia có dám nắm tay nắm chân hay làm gì nữa không? Ngu à. Bây giờ Thúy An sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 60 giây bắt đầu. Rồi, bạn Thành vừa mới nói cái mặt nghiêm liền em tới em ngồi xích ra. Bạn Hương cô không biết hả? Hôm qua bạn Hương mới gửi thư tình cho em chứ gì đó. Mấy thầy cô coi tôi chấm cái bài đó 6:30 sáng hôm sau. Bạn Hương trả lại nói cô ấy đó không phải bài tập làm văn của em đó, thư tình em gửi cho bạn Thành. Tức là cái câu chuyện này, cái bức thư tình thì nó dở lắm luôn á. Mới điểm thấp như vậy đúng không? Và bạn có biết là tôi trước khi bạn thi và chúng tôi là đúng luật là chúng tôi phải nghiêm để mà bạn lấy tiếng cười cho nó đúng giá là 40 triệu đồng. Và bạn xứng đáng đang có số tiền 40 triệu đồng. Xin chúc mừng Thúy An. Cô ơi, tôi thề với bạn rằng là trước đó cô gái này ghé vào tai này nói một câu rất khủng khiếp. Gồng lên nha Thành. Kìm lại nha Thành. Và tôi thực sự là tôi kìm để mà tôi coi bạn làm cái gì. Bạn trí tuệ. Đôi khi người ta cứ nghĩ ra một cái chữ gọi là chữ sáng tạo. Và người ta luôn đặt áp lực cho mình để sáng tạo và để tìm ra một đỉnh cao mới. Nhưng đôi khi đỉnh cao là giữ vững cái làm tốt nhất. Và em đang làm được. Cảm ơn bạn An. Như vậy là bây giờ Thúy An đang có trong tay số tiền thưởng 40 triệu đồng. Còn một thử thách cuối cùng dành cho bạn vòng thi thứ 5 với giải thưởng 100 triệu đồng. Nghiêm túc mà nói, một câu chuyện xảy ra 4 lần thì nó có thể là đủ rồi. Nếu thực sự bạn nhắm là bạn có một cái điều gì mà bạn tự bạn có được ở trong người mình, bạn chuẩn bị nó và bạn đưa ra cho chúng tôi cười, tôi khuyến khích bạn đi tiếp. Bởi vì tôi rất muốn 100 triệu tôi được trao cho một người giáo viên. Nhưng sẽ rất là khó với bạn. Vì 2 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 40 triệu đó là chuyện đơn giản.
và tôi yêu bạn, thành yêu bạn vì cái nét diễn của bạn, cái sự chân thật của bạn, tất cả những gì chúng tôi đang không có và bạn có, và bạn đã được 40 triệu. Nhưng từ 40 triệu cho tới 100 triệu nó lệch nhau tới 60 triệu lận, cho nên cái sự khó của chúng tôi và buộc lòng chúng tôi phải tập trung nhìn về kỹ thuật biểu diễn của bạn luôn nữa, để có đầy đủ yếu tố đó hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bạn thông minh, bạn vẫn có thể giữ đúng cái nét diễn này, nhưng cái điều bạn đưa ra phải cực kỳ trí tuệ, gấp 6 lần hồi nãy mới được. Được không? Có đi tiếp hay không? Thúy An, bạn suy nghĩ như thế nào? Sự cổ vũ của khán giả đã dành cho bạn rất nhiều, nhưng như Trấn Thành mới chia sẻ thì chúng ta cần phải có một cái điều gì đó đặc sắc hơn. Dạ, rất yêu thương bạn, nhưng phụ nữ và cái ngành của mình, biện pháp an toàn. À, rất yêu thương bạn, nhưng tâm bạn thì dài hơn. Dạ, chơi là chơi tới cùng. Tại vì nếu mà có lấy được 100 triệu á, thì ban tổ chức xử lý giám khảo chứ không có xử lý em. Thúy An đã quyết định đi tiếp. Và bây giờ thì xin mời hai vị giám khảo, chúng ta hãy cùng chuẩn bị đón xem tiếp cho em của xin An. 2 giây để em cưa sừng làm ngá. Rồi, cưa đi em. Dạ em cưa gọn lắm. Cưa gọn vậy sao nè? Dễ thương vậy. Sẵn sàng chưa nào Thúy An? Dạ. Tất cả mọi người đang ủng hộ cho bạn. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Chào bạn Cắn Hành, chào bạn Dịch Sương. Mình kênh là Hồ Ao Sông Suối Đại Dương Mênh Mông Mênh Mông Mênh Mông Mênh Mông. Ồ, vỗ tay rồi xong rồi. Bạn mới có 6 tuổi rưỡi thôi, bạn thua coi, năm nay tôi 4 tuổi rồi. Đúng chưa? Hôm nay em đến đây em xin kể một câu chuyện. Sở trường của em là kể chuyện. Em xin kể một câu chuyện ngắn gọn, có tựa là Nàng Công Chúa Đi Lạc. Ngày xưa có một nàng công chúa, nàng đi lạc vào trong khu rừng, nàng đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Cuối cùng nàng đi ra khỏi khu rừng. Quá là tuyệt vời, thật sự làm tôi rất là hồi hộp. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đi trôi qua hơn nửa thời gian rồi mà gương mặt hai vị giám khảo vẫn chưa cười. Nhưng mà đến khi bạn kể cái câu chuyện đó thì tôi thấy Trấn Thành ngay lập tức cười, cũng như với tất cả mọi khán giả đều cười. Mẹ con chưa vô nhé. Không nghe đi mãi, đi mãi, đi mãi. Được mà lạc, mà ra khỏi một đường luôn. Nhưng mà đó là cái tình huống bất ngờ, đúng như cái tinh thần mà sân khấu hài chúng ta vẫn luôn cần có, đúng không nào? Lúc bạn diễn á, tự nhiên tôi thấy thương bạn hết sức. Có đúng không? Bạn bị áp lực đúng không? Tôi thấy bạn nhìn tôi không cười, bạn bắt đầu nhìn thời gian. Và bản thân tôi cũng nhìn lên và tôi thấy 33 giây và bắt đầu tôi lạnh hết cả người. Tôi chỉ sợ bạn hụt mất số tiền đó. Những cái nhất thứ hai, bạn đã đi lại và bạn xoay một vòng với câu nói của bạn. Và bạn lấy lại bình tĩnh trong một câu nói. Và câu nói nó đã đem lại tiếng cười cho Trấn Thành. Đi mãi, đi mãi, đi mãi, cuối cùng đang đi ra khỏi khu rừng. Tôi biết nếu sau câu nói nó mà Trấn Thành hoặc tôi không cười, lập tức bạn sẽ trở lại trạng thái rung như ban đầu, có đúng không ạ? Dạ. Nhưng hôm nay bạn đã làm cho một người bạn trong nghề của tôi, và đó là Trấn Thành, và Trấn Thành đã cười, ngã ghế, đập bàn một cách kể như là cuồng nhiệt. Có nghĩa là bạn đã thành công thách thức được một danh hài trong chương trình này. Xin chúc mừng Thúy An. Bạn là người đầu tiên trong chương trình nhận được giải thưởng cao nhất, giải thưởng đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. 100 triệu đồng thuộc về một cô giáo. Cái điều này nó hơi bị mâu thuẫn một chút đúng không? Bởi vì có rất nhiều những nhân vật khác đến đây. Có những người đã từng qua trường lớp nghệ thuật, có những người tham gia câu lạc bộ, kịch, hoặc là có những người đã từng đi diễn rồi, nhưng chưa ai có thể chạm tay được tới cái đích cuối cùng của chương trình. Nhưng một cái cô giáo ở một cái tỉnh xa xôi đến với thành phố Hồ Chí Minh và chinh phục được các vị giám khảo của chúng tôi với giải thưởng cao nhất như vậy. Không biết rằng bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào? Bạn có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ, em cũng rất là vui. Dạ, dạ em xin cảm ơn hai vị giám khảo. Anh cảm ơn em vì cái niềm vui vừa rồi. Đó là một cái niềm vui không thái quá. Người ta nhận được 100 triệu
không biết ai, chứ ngay bây giờ mà tôi nhận được 100 triệu tôi cũng vui khủng khiếp, chứ không phải là bạn. Nhưng mà cái thái độ bạn rất bình tĩnh và bạn đón nhận nó như một món quà, cái tinh thần bạn rất đáng nể. Không, dạ. Bạn không nhận được 100 triệu, bạn sẽ nhận được 120 triệu đồng. Cái gì? Và tôi sẽ gửi cho bạn 20 triệu đồng để liên quan và để dành một ít lại cho trong lớp của bạn, các bạn nào nghèo chưa có tập đi học, và 20 triệu đồng đó tôi sẽ tặng thêm cho bạn. Bạn có giải thưởng là 120 triệu đồng. Dạ. Không, 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 không. Chị Việt Hương, chị không phải là người quyết định cái điều đó, bởi vì Đại Nghĩa đã quyết định tặng thêm cho chị ấy 10 triệu đồng nữa. Bởi vì tôi rất quý, thật sự tôi rất quý một cái cô giáo như bạn. Tôi không phải là tôi không muốn tặng cho bạn, nhưng mà tôi sẽ làm điều đó cho những người còn lại. Tại đúng rồi, chương trình còn rất rồi. Là nhiều người. Dạ. Vì ngày hôm nay bà chị tôi đã làm rồi mà. Bạn ha, dạ. Mình hơi giao lưu nhiều chút, nhưng mà đối với Việt Hương thì 20 triệu đó để ủng hộ tinh thần của bạn, và đây cũng là bài học của bạn cho tôi đấy chứ. Bạn đã cho tôi cái cách diễn nhã nhặn, nền nã, nhẹ nhàng của một cô giáo, một cái cách diễn hợp tác với khán giả rất tốt. Cho nên tôi yêu quý bạn, cảm ơn bạn. Bạn xứng đáng giành được giải thưởng của chương trình là 100 triệu. Xin mời giám khảo Trấn Thành và Việt Hương. Đây là người đầu tiên của chương trình chúng ta, và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, không chỉ khán giả có mặt ở trường quay đâu, mà tất cả những người đang theo dõi chương trình đều đồng lòng với chương trình này dành cho cô giáo Thúy An dễ thương của chúng ta. Xin mời thí sinh tiếp theo. Làm cho tất cả danh hài, luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới hai vị danh hài Trấn Thành và Trường Giang, cùng với MC Ngô Quyến Huy, cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Hai bạn là hiện nay đang sống ở đâu? Dạ, thưa anh là em vừa từ ngoài Thanh Hóa vào đây được 2 tháng rồi để ôn thi sân khấu điện ảnh, và đang ở đến giờ luôn ạ. Dạ, còn em là hiện tại em là sinh viên của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, khoa đô thị học. Là làm sao mà một cái ông ở ngoài Thanh Hóa vô đây mà lại gặp cái ông này ở đây? Gặp ở đâu? Dạ, là vì năm trước em với bạn thi rồi em đến muộn ạ, thì gặp bạn rồi em thấy nó cũng hài hài rồi em ra em bắt chuyện với nó thôi. Rồi, thi nào? Thi giờ. Dạ, bọn em cho bọn em xin lấy đồ cũ. Ok. Rồi. Xin mời các bạn ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ê, hôm qua ở phòng tập mày chửi ai? Tao chửi Thông Long thôi mà. Mày chửi Phong Long á? Mày chửi tao? Tao đã nói tao không chửi mày, tao chỉ chửi Thông Long thôi. Thế bây giờ mày thích gì? Thế mày thích gì? Mày thích gì hả? Tao thích mày đấy. Trời ơi trời, hai ông cố nội nãy giờ giấu hà. Hai thằng quỷ. Tôi đã... nghi rồi. Anh là anh đoán được là em sẽ đứng lên nói là tao thích mày, nhưng mà anh không đoán được cái cú hung đó. Ghê thiệt. Tụi em chơi ghê thiệt, tụi em thiệt. Là bức nóc luôn. Chơi gì 2 triệu mà em hy sinh luôn cái đời trai mình. Đúng vậy rồi. Đã có ai có bạn gái hoặc là gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa. Em có bạn gái chưa? Em chưa có. Em có bạn gái chưa? Có rồi, chia tay rồi. Rồi bây giờ, hỏi thêm một cái nữa nha. Em có người yêu chưa? Em có người yêu chưa? Dạ chưa anh. Em nghĩ sao? Hiểu ha. Hiểu ha. Anh Thành ơi, hai bạn nghĩ sao về diễn viên anh Đức? Trời ơi, đừng làm mất mút em ơi. Trời ơi. Cái gì đến được với nhau nó sẽ tự động đến với nhau thôi. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Lẹ. Hùng cái khoái luôn tới giờ đó. Không biết từ đây tới vòng 5 có diễn được nữa không, chứ thấy đỏ mặt rồi đó. Chết. Hồi nãy sau khi diễn xong mà Trấn Thành cười là cái cậu này là ngã vai chứ. Ngã đầu vai cậu kia. Chết. Nói chung là cũng mừng rồi anh. Vì không nghĩ tụi... Nói chung là do tụi em mừng nữa. Tụi em không nghĩ tụi em qua được vòng 1. Anh cũng không nghĩ hai đứa hôn môi.
khoái khoái mà khoái. Không phải, tại vì là lần đầu tiên em được gặp hai anh nên em choáng, nhìn em choáng. Đừng có xạo, đừng có xạo, hồi nãy giờ không choáng, mới hôn cái giờ choáng. À, mạnh liệt. Hả, cũng thích cũng, hả? Em chưa bao giờ hôn ai nên là... Hả, cái gì? Chưa bao giờ hôn ai. Cái thằng này, cái thằng này. Tức là nói mà đúng chính xác ra là mấy cháu nhỏ con nít rồi thì mình đã từng hôn rồi đúng không? Như một nụ hôn dành cho một người lớn thì chưa bao giờ, chứ đừng nói gì tới người cùng giới tính với mình. Hả? Chẳng lẽ em khui? Ờ, trời ơi. Bóc tem. Em bóc tem. Vâng. Trời ơi, như vậy là em là nụ hôn đầu đời của người ta đó. Oh first kiss, you make me crazy. Oh first kiss, you make me crazy. Chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau. Chết. Khoái quá, khoái rồi. Hai dạ. Chàng trai ơi, các bạn có 2 triệu rồi ạ. 2 triệu rồi đó. Nụ hôn là giành được 2 triệu rồi đó. Có mình thi tiếp nhận lại ạ. Thi không? À, thi tiếp anh và để anh. Rồi. Nào, 60 giây chuẩn bị. Bắt đầu. Sư phụ, đào tiên sư phụ. Đào tiên à? Thì sao con? Sư phụ không biết hả? Sư phụ, anh đào tiên là sư phụ được trường sinh bất tử hả sư phụ? Ta biết mà. Nhưng... Nhất nhiên, để con đi lấy, để con. Ngộ nghĩnh. Dạ. Ai dạy con cái thói ăn cắp thế hả? Dạ sư phụ. Ta thật thất vọng về con. Sao sư phụ? Hai đầy túi. Đi đi. Dạ. Con đã chiến thắng con rồi. Làm như á có tình cảm mà giờ làm gì cũng dễ cười đó chứ. Rồi cái lúc mà ông bung cái bao ra mà ông bung ngược tôi mén cười rồi. Thế có duyên mà bung mà rớt á vụng về á có duyên lắm mà ngộ nghe. Trời ơi sao kỳ vậy. Thôi nè, tức là hiện tại là đang có thiện cảm về cái sự ngây ngô và nó mong manh. Yes. Dễ bị gãy đổ tình huống trên sân khấu do chính mình tập là tụi anh cười. Nhưng mà nếu hồi nãy là kỹ hơn là sư phụ ăn cái này là trường sinh bất tử, con sẽ hái cho thầy một quả. Ngộ nghĩnh, ăn cắp là chồng tội, đừng hái quả nào hết, hái đầy bao cho thầy. Ví dụ vậy, nó rõ ràng, nó rành mạch thì nó sẽ cười còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà hiện tại đang cười là cái sự mong manh của em đó, gái à. Nhưng mà thế này nè, giữ cái e này cho tôi, phải giữ cái e này. Tại vì một bạn lanh, một bạn đúng rồi, đầm như vậy thì mới vui. Chứ hai bạn cùng lanh ào 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 là không vui. Đó, đúng không? Trần Thanh Trương là quê ở Thanh Hóa đúng không? Dạ. Mình vào đây 2 tháng rồi hả? Rồi hổng rầy mình ở đâu? Ở nhà em vâng. Mới có 2 ngày anh. Không, em mới ở 2 ngày để đi quay. Từng đứa nói thôi. Sao? Đấy là mới ở 2 ngày để tập. Để tập kịch bản với nhau. Rồi em nói gì nè? Không, em không nói gì cả. Sao? Cái gì vậy? Cái gì mà bối rối, bức tóc gì đâu. Mình vào đây có một người bạn thân và đến nhà bạn ở 2 ngày để chi? Để tập tành, để chuẩn bị đi thi Thách Thức Danh Hài. Điều đó là quá tuyệt vời vì người ta cũng giúp đỡ mình đúng không? Rồi cơm nước thì mình tự lo hay là ăn cơm với gia đình luôn? Dạ, ăn cơm chung với các bạn trong phòng luôn đó. Có thêm mấy bạn nữa thôi, anh. À, có thêm mấy bạn nữa chứ không có không gian riêng tư hả? Muốn có riêng tư mấy hồi à. Đơn giản mà. Các bạn ơi, bây giờ các bạn đang có 10 triệu rồi. Vòng sau giải thưởng sẽ là 20 triệu. Mình suy nghĩ coi thi tiếp ngừng lại ạ. Bọn em xin quyết định thi tiếp ạ. Rồi, xin mời bạn. 60 giây, bắt đầu. Ngộ nghĩnh à? Ngộ nghĩnh.
À, sư phụ, con đây. Con đi đâu về vậy? Dạ thưa sư phụ, con đi tập gym. Tập gym á? Dạ. Ủa sư phụ, cười gì sư phụ? Ta cười vào mặt con đấy. Trời ơi, có duyên vậy trời. Trong đầu anh á, anh nghĩ là em sẽ nói câu khác. Cho nên đó lý do anh bất ngờ mà anh cười. Đúng. Ha, ha, ha. Sư phụ cười vậy? Ta cười cho vui thôi. Là trong đầu anh nghĩ như thế. Còn hoặc là cái chuyện tập là sẽ tập cái đó hay là cái gì đó. Em sẽ nghĩ ra một cái gì đó để chống lại cái chuyện tập gym. Nhưng mà em nói một câu nó chả liên quan gì kìa. Cười vào mặt con đấy. Mà quan trọng, em nói câu đó rất là chân thật. Ta cười vào mặt con đấy. Anh rất là thích cái sự chân thật của em. Từ nãy giờ em diễn rất là điềm đạm, rất là dễ thương. Thiệt sự là không hề yêu ái. Mà anh diễn cười mà. Ừ, diễn rất là chân thật và dễ thương. Cái nét em nó mong manh lắm, anh đã nói từ đầu rồi. Em á, cái nét lúc em diễn á, nhìn bình thường nói chuyện không sao, tới lúc diễn nhìn mặt như chi bu vậy đó. Mong manh lắm. Anh thiệt nha. Ví dụ như chở với em nè, mà đi chạy xe máy có một người chở em, ví dụ như bạn chở, đi tựa đầu vô vai à, mà đi ngang qua đường thấy chú công an giao thông thì cậu phía trước quay lại, chết cha quên để bằng lái theo à. Thì em lại không nghĩ điều đó. Ôi mấy chú công an giao thông đứng ngoài đường nắng quá. Thiệt luôn á, em sẽ như vậy luôn á. Sao khóc vậy? Hai đứa đều vui á, hai đứa không nghĩ hai đứa tới gì hả? 20 triệu em xong quýu luôn rồi. Tại là từ trước đến giờ ai anh chê em sao người kỳ vậy? Con người ta đẹp đẽ dễ thương thì làm gì chê người ta. Tức là chưa bao giờ bạn ấy được người ta khẳng định là có một tí gì đó trong mình về diễn xuất. Hoặc là tí gì đó một con người em trai mang tính chất hài hước đúng không? Anh chị em ngày hôm nay nè, em cầm, nếu như em có dần giải thưởng 20 triệu rồi. Cầm 20 triệu đổi ra tiền lẻ cho anh. Xòe nhẹ ra tán thẳng vô mặt được nào mà nó chửi mình nè. Chê hả mày tao xả 20 triệu cho mày ngợp chết nè. Hiểu không? Nhớ nha cưng. Không cần đâu, em chỉ cần selfie cái giải thưởng 20 triệu em đăng lên Facebook, em để caption là mấy ai làm được điều này. 2 chàng trai ơi, bây giờ quay lại chủ đề chính nè. Khoan, phải trò chuyện tí để tâm lý thoải mái đã, chứ mới có thể đi tiếp được. Ê, tôi nghĩ trong đầu mà bây giờ hai đứa ra diễn Lan và Điệp có cảnh mà chia tay chắc chết. Trời ơi. Thiệt á. Anh à, tụi em mà đậu á là phải thằng này thằng làm thằng Điệp nàng này, nhỏ này Lan này, rồi cạo đầu ra rồi nói cái gì đó một hồi, rồi cái em nối tóc lại rồi em chưa có tu cái gì đó và cười chết luôn á. Thiệt á, mà hai đứa vậy nè diễn cái y chang lịch sự vậy nè. Em đi thi với nó là thi cuộc thi này là cuộc thi này vớt cuộc đời là sao vậy? Xém chuẩn bị về quê cưới vợ. Trời ơi, em cứu nó đó anh là hiểu rồi vậy. Tức là em chuẩn bị cưới một người mà em không mong yêu. Muốn không à, tại vì là em cách đây 3 năm thì em có làm việc ở dưới Bình Thuận đó. Rồi em thi sân khấu, rồi em nghỉ ở dưới đó để lên đây ôn thi đó. Rồi em gác lại cái công việc đó để em lên em thi. Thì bây giờ mà không đậu thì chắc em cũng về theo ý của ba mẹ để an cư lập nghiệp rồi là kiếm cái nghề đó. Chứ em kiểu em cứ giật dẹo thôi. Cứ như hôm trước em đi học thì mấy thầy trong trường cứ bảo em là sống còn lãi, nhưng mà nói từ từ thôi. Nhưng mà nói chung là cũng chương trình là điểm tựa để em có thể tiếp tục em ở lại để em theo, rồi là em theo đuổi đam mê. Tức là kiểu... nếu như cái thời gian đó đã nhiều rồi mà em không khẳng định được, em còn lông bông quá, thì gia đình nói thôi về lấy vợ đi, rồi cho miếng đất xây miếng nhà, rồi đi làm công việc đó ổn định đúng không? Và đúng. cái cuộc hôn nhân đó là em không hài lòng. Em không muốn đúng chưa? Hay là em cũng yêu cái cô gái đó? Em cũng chưa biết cô nào nữa. Trời ơi. Sao bây giờ thời buổi này 2018 rồi mà còn có cái vụ mà ép hôn vậy trời? Không phải là ép hôn mà là chỉ là vì là kêu về là cứ cưới vậy thôi đúng không? Mai mối dạng vậy hả? Có cái dự định là vậy thôi đúng không? Vâng. Sao mà lấy được? Lấy. Lấy làm gì sai? Bây giờ vòng thứ 3. Nhưng mà bây giờ trước khi vòng thứ 3, anh hỏi là bây giờ em hiện này nè, cho đến giờ phút này em có hạnh phúc với những gì em lựa chọn không? Có chứ hả? Có.
Em được vào đây là em đã từ bỏ cái con đường sự nghiệp và em đem vào đây em biết là cái này nó rất là mông lung. Khoan, mà sự nghiệp em làm cái gì? Sau này chưa biết là làm gì. Thì em sau này em có thể là em sẽ trở thành một quản lý à, cho gia đình nữa hả? Vâng, cho nói chung là anh em bên gia đình. À, tức là nhà có tiền á. Gia đình đã có một cái nền tảng rồi, muốn về bước vào nền tảng đó và tiếp tục phát huy thôi, chứ không cần thiết phải lông bông rầy đây mấy đó rồi. À, không, đi không, không phải ạ. Ý là muốn để có thể ấy thì phải cứ phải tiếp tục cố gắng để cho, nói chung là để cho em nó trưởng thành hơn ạ. Em có thể em nhận thức được nhiều việc trong cuộc sống hơn ạ. Chứ bây giờ mong manh quá phải không? À, những ngày ở trong đây ở với người bạn này thì thấy cuộc sống trong Sài Gòn thế nào? Dạ, yeah. cũng vui, em hay chơi với các bạn của bạn ấy. Thích trong này hả? Dạ vâng. Trong này có thể phát triển được thích làm tư tưởng hả? Người nhiều thứ. Em thì ngày xưa em khá là đó, khá là chậm. À, đó là sự tiếp thu đúng không? Vâng, người ta không hiểu. À, khóc nữa rồi. Wow. Người ta cảm thì mình một là vỗ vai hay là lau nước mắt cho tay tay đầu. Không có ai, ai mà yêu thương một cách kỳ cục vậy. Giữ người ta lại. Rồi bây giờ bỏ cái việc khóc một bên nè. 20 triệu chắc chắn nằm trong tay. Bây giờ vòng thứ tư là bao nhiêu quy nhỉ? 40 triệu. Vòng thứ tư tiếp hay dừng lại? Đó. Ráng đi, ráng đi. Anh cho em thử hỏi ý, phải hỏi ý chứ. Phải hỏi ý chứ. Vợ giờ em muốn sao ví dụ vậy? Hai đứa này thắng xong là đám cưới luôn đó. Về quê lấy nhỏ kia làm chi? Tốn kém ở đây rồi dắt nó làm tiền cũng tiền. Rước dâu rồi một bên thôi. 5 triệu đại mấy bạn. Hả? 5 triệu đại. Thì nhà hàng thường thì khoảng chừng 4 triệu trở lại. Nhà hàng thường đó nha, đãi ăn bàn thôi. Để dành 9-6 triệu ăn chứ đãi chi giữ gì. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Gam mù tụi này ghê thiệt. Nói cái gì vậy? Bây giờ đang vui khóc á. Lát dần 4 rớt mới khóc thiệt. Dạ em xin diễn tiếp cái tiểu phẩm hồi nãy. Ok. Rồi. Vẫn tiếp tục. Nói gần gần đó xíu. Gần đó xíu để tạo lại cảm giác. Dạ. Thầy cười gì đó dù vậy. Gần anh, gần lại em cười nào đó là anh bấm luôn nha. Rồi. Em vừa nói là anh bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Cái chỗ mà thầy cười mặt con là anh bấm. Dạ đúng rồi. Anh hiểu rồi. Cảm ơn anh. Ừ, giờ cứ diễn lại y chang đi rồi tới cái chỗ cười vào mặt anh thì Huy sẽ bấm. Đấy. Đấy. Thì đứng ở đây chứ. Vô trong. Được chưa? Ừ. Diễn từ đầu đi em rồi tới chỗ đó Huy sẽ bấm cho tụi em đỡ mất thời gian. Hiểu 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 hiểu. Thông minh mà. 2, 3 vào. Vô. Mô nghỉ nha. Mô nghỉ. Dạ dạ, con đây sư phụ. Con đi đâu mà giờ mới về vậy? Dạ thưa sư phụ, con đi tập gym. Tập gym á? Ủa sư phụ cười gì vậy sư phụ? Ta cười vào mặt con đấy. À, đúng, đúng, đúng. Ô, tóc con dính gì này? Ôi, 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 dạ dính gì sư phụ? À, dính đầu à? Hả? À, sư phụ có thấy con có nở nang không? Con hãy thể hiện sức mạnh cho mọi trời ơi, trời ơi. Má, nó không để cho nhỏ nói hết kìa cả. Nó tán nhỏ không biết đường về Thanh Hóa luôn. Trời ơi trời, chưa kịp nói xong cái câu con hãy thấy gì sức mạnh cái bộ. Thật ra hơi mạnh đúng không? Xin lỗi. Trời, sao những cái hài đơn giản vậy mà nó mắc cười dữ vậy trời. Đã bao giờ hai đứa nghĩ rằng đến đây thi và được 40 triệu chưa? Nãy giờ đang sợ không biết qua được vòng 1 không? Không, không có được vòng 1 đấy anh. Đi lên rồi nói là nếu mà không thi được thì nói trước là xin ôm hai anh rồi thôi cho đỡ lỗ.
Sao có duyên dữ vậy ta? Mà nó quýnh thiệt hay sao á? Quýnh thiệt. Không, mà bà kia cũng có, cũng có, cũng có hình thể, cũng có hình thể. Anh rất là thích cái hài của tụi em, tại vì vậy nè, nó đàng hoàng, nó không có giễu cợt, nó không có nhăn nhó mặt mày rồi, nó nhẹ nhàng, tự nhiên á, tự nhiên. Anh rất là thích cái kiểu mặc dù này. Dù nó hơi ngô nghê tí, nhưng mà ở đây là không phải là sân khấu dành cho những người chuyên nghiệp. Chính xác. Nên tụi anh đâu có giờ bắt bẻ được cái chuyện mà ngô nghê mà nó có nhiều cái vụn vỡ gãy đổ trong tâm hồn được. Tại vì thế này nè, có nhiều người người ta xem chương trình này cứ đòi hỏi là ủa cái người này phải diễn giỏi mới được nhận tiền, mới xứng đáng nhận tiền. Làm gì đâu có mới lên có chút xíu mới được tiền. Trời ơi, mỗi một chương trình có mỗi tiêu chí khác nhau. Đến một chương trình diễn hài chuyên nghiệp thì cần cái tiêu chí là phải diễn cho giỏi. Còn cái tiêu chí của cái chương trình này là không cần biết làm gì, đúng một phút làm cho người ta cười. Đó, không cần biết cái bạn làm nào cái chuyện gì. Đây không phải là lúc mình khẳng định số tiền mình sẽ lấy, mà khẳng định cho mọi người biết là mình cũng có một chút khả năng và mình đang khẳng định điều đó. Mình sẽ cố gắng theo đuổi cái đam mê của mình. Dĩ nhiên mình không phải là ăn chơi chợ búa nhậu nhẹt xa cơ thất thế, mà mình cho gia đình biết rằng là mình sẽ cố gắng. Đến khi nào không còn sức cố gắng nữa thì mình sẽ về với gia đình. Để chi? Để làm công việc gia đình mong muốn. Bây giờ mình còn trẻ mà. Ít ra 40 triệu em có thể ở lại đây nửa năm. Hồi lâu em đi theo đuổi cái nghề diễn viên này à, thì ba em mới không đồng ý. Rồi xong ba em kêu là không có ai trong ngành. Với lại là em mới nói, rồi ba mới nói là lấy anh. Ba lấy anh là đâu phải 1000 người mới có được một người Trường Giang. Thì em mới nói thì giờ ai cũng sợ như ba thì biết đâu thì sao mà lại có một người Trường Giang thứ hai để ba xem được nữa. Bởi vì em phải cố gắng, quyết định cố gắng là không có từ bỏ. Nói chung anh là cái người mà em lấy làm động lực của em nhất. Nên nãy em gặp anh khóc. Tức là vậy nè, mình có đam mê mà mình theo đuổi một cách chân chính, khi nào mình cảm giác là nó không phù hợp mình thì mình dừng lại, chứ không phải vì bất cứ lý do gì mình dừng lại. Anh mới Trấn Thành là cũng đâu có ai trong nghề, trong nhà công nghề đâu. Tụi anh thì tự lực đi lên thôi. Với sự may mắn nữa thì tụi anh có vị trí như hiện nay. Tụi em cũng vậy. Và ngày xưa tụi anh không có cơ hội mấy cái cuộc thi này đâu. Đâu có đâu. Hồi xưa không có cái cuộc thi này cho tụi anh thi. Nói chung là anh thì anh thấy như vậy. Không nhất thiết cứ phải là Trường Giang với Trấn Thành thì mới làm trong nghề, right? Chỉ cần mình được sống trong cái nghề mình yêu thích, mình kiếm được đồng lương từ cái nghề đó, mình sẽ thấy nó hạnh phúc hơn là mình làm một cái nghề mà mình không biết tại sao mình làm. Hả? Anh thì anh nghĩ vậy, tại vì cuộc sống mỗi một người, người ta hạnh phúc vì một điều gì đó. Bây giờ có phải là con người kiếm tiền cuối cùng chỉ để hạnh phúc thôi, đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói đi, và tất cả mọi người trên đời này kiếm tiền cuối cùng là chỉ để hạnh phúc. Như vậy nếu như người ta có, mỗi người có nhu cầu khác nhau, có người ta cần nhiều tiền người ta mới thích, mới hạnh phúc. Nhưng với em thì em cần ít tiền thôi, nhưng miễn là mình sống đủ trong cái nghề này mình vẫn thấy hạnh phúc. Đúng rồi. Đó là cái chuyện của mình. Thành thử ra đừng ai áp đặt ước mơ cho ai cả, và làm ơn tôn trọng cái đam mê của mỗi một cá nhân. Tôi nghĩ vậy. Tại vì có những con người kiếm tháng 40 triệu ta cũng không thấy đủ nữa. Có những con người kiếm tháng cái tỷ ta cũng không thấy đủ nữa. Mà em thấy đủ thì nó là đủ. Cái gì đâu? Cái gì? Muốn gì? Đậu gì đâu? Tại vì người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng, cơm quê đồ. Em hiểu không? Thì người ta để kiếm thêm. Chứ đủ thì người ta đâu có mở ba cái đó. Người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật. Hiện tại là hai bạn đã có một cái điều là sự sung sướng của mình khi đến chương trình này, gặp tụi anh, gặp chương trình và có giải thưởng gọi là 40 triệu. Đó chính là giải thưởng cầm đôi tay và chắc chắn có tấm vé vào đêm gala dành cho những cái cặp hoặc là những thí sinh mà duyên dáng dễ thương, tài năng. Bây giờ nếu mình chiến thắng ở vòng cuối là trọn vẹn về niềm hạnh phúc luôn. Đó là 100 triệu và tấm vé vào trong kia. Nếu như không may mắn mình rớt, mình vẫn vào gala. Dạ. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? Bây giờ như thế nào? Dạ, đi tiếp. Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ôi trời, con tập gym mà lực con có vậy thôi sao? Trời ơi sao? Anh
anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy ngày vui em về. Lan ơi, anh đi. Mai anh lên chốn thành đô có nhà xe nó rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò rõ mong chờ. Anh ơi, có chút tuyển mọn em gửi anh làm lộ phí đường xa. Sao anh chưa đi? Có 40 triệu, em đưa anh nhiêu đây sao anh đi? 40 triệu mà đánh tao hai vòng còn gì nữa. Các bạn đã nhận được giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng. Sao anh chưa đi? Có 40 triệu, em đưa anh nhiêu đây sao anh đi? 40 triệu mà đánh tao hai vòng còn gì nữa. Chương trình này sẽ phát sóng toàn quốc, thế nên Thanh Hóa vẫn xem chương trình này rất là nhiều. Cả gia đình, cả dòng họ và cả xóm của em sẽ xem em trên sóng truyền hình. Em thấy sao? Sướng lắm ạ. Gia đình em lúc đó em nghĩ là mọi người sẽ nói gì? Thôi con cứ tiếp tục công việc đi. Thôi con cứ tiếp tục công việc ấy đi. Mình đoạt 100 triệu nó cũng chưa gọi là gì to tát lắm, nhưng mà số tiền 100 triệu là rất là lớn. Còn cái thành tựu là mình vượt qua 5 vòng thì nói thật ra thì nhiều người nói cũng đúng là ui dồi ôi cũng là cái gì đâu. Nhưng không, mình hãy hành diện với chính bản thân mình trước, đúng không? Mình không nghĩ là mình làm được điều này. Thật ra mà nói á, tụi em không phải là diễn viên hài, nhưng tụi em hiểu về hài. Cái này anh nói thiệt là tụi em có hiểu về hài. Và cái cách thể hiện của tụi em cũng không giỏi, nhưng trời thương tụi em là cho tụi em có cái câu chuyện. Cái câu chuyện làm cho người ta mến mình ha. Hài nó, cái gì nó đến đầu tiên phải đến từ cái sự cảm mến của cái người đối diện dành cho mình. Cái đầu tiên là cái mến nè, vì cái câu chuyện của tụi em. Cái thứ hai là cái sự ngây ngô của cái bạn này nè, cộng thêm cái sự trách nhiệm của cái bạn này, hai cái nó bổ trợ lại với nhau, nên tụi em tạo ra được những cái tình huống thú vị trên cái sân khấu này. Và cái 100 triệu này không phải là dành trao cho diễn viên hài, cũng không phải là trao cho những cái người mà diễn hài giỏi. Ở đây trao cho người đầu tiên là đủ may mắn, cái thứ hai là đủ cái duyên dáng, và cái thứ ba là đủ cái bản lĩnh để chiến thắng tâm lý của mình trước bao nhiêu con người, và đặc biệt là với hai cái người đã từng diễn hài rất nhiều ở trên này. Thì đây là cái giải thưởng dành cho tụi em. Thì tụi em, anh nghĩ rằng là như anh Giang nói đúng, thật ra em được quyền post một tấm ảnh lên Facebook với cái tấm bảng 100 triệu và đều đúng một câu ngắn gọn rằng là không phải ai cũng làm được chuyện này đâu. Thật sự là như thế. Thôi, nói gì nữa. Phải rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Tôi đã rời khỏi đền rồi để lấy cái giải thưởng quan trọng nhất. Chúc mừng hai bạn giải thưởng 100 triệu đồng. Làm cho tất cả danh hài. Nùng cho tôi thật tôi há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Để lòng ngạc nhiên không ngừng cười. Làm cho tất cả danh hài. Cười miễn chi cho em cười phải chi. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng. Anh nhanh tay phát tài ngay.